chương 41. Phúc lợi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nước mưa thời tiết đem kéo dài một đoạn thời gian, khả năng đối với miếng ngọt sản lượng tạo thành ảnh hưởng, dự tính ít nhất giảm sản lượng 5%. Lôi hạo nhìn xem lâm lệ nhị giao tới được tư liệu, chân mày hơi nhíu lại. Công ty chứng khoán phản ứng đương nhiên là nhanh chóng nhất, chỉ là một hai phút, bọn họ mặc dù không có cách nào viết ra thành thiên báo cáo, nhưng nhất tin tức trọng yếu lại đều cho đi ra. Lôi hạo biết rõ những tin tức này còn rất thô ráp, nhưng hắn hạng một tổ bên trong căn bản cũng không có khí tượng cùng nông nghiệp chuyên gia, cũng liền không cách nào phân biệt tin tức độ chuẩn xác. Đối với đủ loại lượng biến đổi càng là chỉ có thể thông qua tổng công ty tư liệu đến lý giải. Bất quá không sao, đường trắng không năm trướng liền tốt, lôi hạo biết rõ tương lai một đoạn thời gian đều là nước mưa thời tiết, như vậy đường trắng không năm giá cả liền sẽ không có quá lớn ngã xuống khả năng. Hơn nữa, đầu bỉ thị trường chứng khoán so thời tiết còn âm, lại nói làm không kỳ hạn giao hàng người muốn thua thiệt thảm, những lời này là xuất hiện ở ngày 4 tháng 6 số tin tức, đã chứng minh ít nhất ngày 4 tháng 6 số thời điểm, tương quan nông sản phẩm kỳ hạn giao hàng giá cả còn là ở vào dân lên trạng thái. Lôi Hạo không nói gì, hắn ở trong lòng phân tích các loại khả năng tính, qua 2 3 phút mới mở miệng nói với Triệu Lực Thần còn là cầm thương quan sát bất quá ngươi có thể chút ít làm một chút kỹ thuật trọng tài tuân mệnh quản lý triệu lực thần làm một chào động tác sau đó vui vẻ đi tiến hành thao tác lôi hạo phân phó xong xoay đầu lại liền thấy cựu vũ đình lúng túng biểu lộ về phần hàng lăng huy cùng trâu nham vinh thì là thừa cơ chuồn mất cừu tổng chúng ta mà nói nói tuyển người sự tình a à. lôi hạo vừa cười vừa nói lại ra vẻ kinh ngạc hỏi a à, hàng quản lý đâu? Còn có ta trước trợ lý lão nhăn đều đi đâu? Được, bọn họ đều đi thôi. Cư Vũ Đình vuốt vuốt huyệt thái dương, bất quá trong nội tâm nàng nhưng lại không có oán hận lôi hào không nể mặt mũi. Một cái ngày đó lợi nhuận 18% tập hợp kế hoạch A, cầm tới làm ví dụ mà nói, khai phát hộ khách đơn giản không ít. Cư Vũ Đình hiện tại ngược lại đối với lôi hạo cảm nhận khá hơn một chút, cũng sẽ không không nhìn lôi đình một số tập hợp kế hoạch tồn tại, nàng cười nói. Chúc mừng lôi quản lý nhất minh kinh nhân, xin ngươi yên tâm, doanh ý chứng khoán sẽ không bạc đãi bất luận cái gì người có công, người bên này thứ cần thiết, ta sẽ chuẩn bị xong. Lấy loại tốc độ này phát triển tiếp, ta cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ nhân thủ không đủ. Lôi hạo trừng mắt nhìn nói, phản phất là trêu chọc cừu Vũ Đình. Cừu Vũ Đình không có để ý, mà là bạch lôi hạo một chút, nói. Lấy cái tốc độ này phát triển tiếp, cái kia rất nhanh tổng công ty liền muốn phái người xuống tới học tập, yên tâm đi, tất cả đều dễ nói chuyện, gần nhất trường cao đẳng mùa xuân thông báo tuyển dụng đang tiến hành, phòng kinh doanh cũng tại tiến hành chiêu tân. Lôi hạo cười không nói, không có vạch trần cừu vũ định tính toán nhỏ nhặt, hắn biết rõ đối phương là không dễ làm trần cừ tuyệt, nhưng cũng thật không dám khẳng định lôi đình một số tập hợp kế hoạch hội phát triển tới trình độ nào, sở dĩ liền dùng mùa xuân thông báo tuyển dụng đến từ chối. Dù sao mùa xuân thông báo tuyển dụng kết thúc rồi, còn có cái mùa hạ thông báo tuyển dụng đây, mùa hạ kết thúc rồi còn có mùa thu đây, chỉ cần lôi hạo có thể đem tập hợp kế hoạch phát triển tốt, muốn cái gì người đều là hắn định đoạt, trái lại thì là đừng nhớ thương. Nếu như hao tổn vượt qua 10%, cái kia đừng nói chiêu tân, kế hoạch đều phải xong đời. Cư vũ đình từ chối, lôi hạo không vội, đường trắng kỳ hạn giao hàng đoạn thời gian này giá thị trường bên trong, hắn tận lực tranh thủ đem tỷ lệ lợi ích đề cao đi lên, đến lúc đó liền đem Khương Tuệ Di cho chiêu tiến đến, sau đó lại tìm người phụ tá làm chút hậu cần việc vặt loại hình, hạng mục tổ năm người tạm thời cũng là đủ rồi. Đến ở hiện tại nha. Lôi hạo nhìn đồng hồ, phát hiện đã 11 giờ ra mặt, liền suy nghĩ muốn giải quyết như thế nào bữa trưa sự tình, khóe mắt liếc qua đảo qua cửa phòng làm việc bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy cửa thang máy mở, từ bên trong đi tới bóng người quen thuộc lão hổ, hắc hắc, đồng ca cho các ngươi mang đồ tốt. Lôi chấn cường ông một cái rương lớn, đi theo Lưu Hưng Đông đi tới. Cư Vũ Đình chân mày hơi nhíu lại, tập hợp tài sản quản lý kế hoạch đang vận hành thời điểm, nhân viên công tác muốn vào khu vực làm việc đều phải giao ra dụng cụ truyền tin, hoàn cảnh làm việc cùng thiết bị cũng là đặc thù phân phối, mục đích đúng là phòng ngừa xuất hiện một ít hành động trái luật. Nhưng kỳ thật đây chính là kiến tạo một cái hoàn cảnh đặc thù, để cho đại gia thời khắc đều nhớ bản thân đang làm cái gì, cũng ký đến mình không thể làm cái gì. Trên tường dán đủ loại pháp luật điều càng là bao giờ cũng ít kỳ một ít sự nghiêm trọng của hậu quả. Giống Lưu Hưng Đông loại này trực tiếp tại bắt đầu phiên giao dịch trong lúc đó tới thăm cử động, kỳ thật là không cho phép, bất quá ai bảo hắn là lão bản, lôi đình một số lại không phải là cái gì hạng mục lớn, cừu vũ đình cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Lưu Hưng Đông nghĩ đến cũng là biết những chuyện này, hắn và lôi chấn cường đi đến cửa lớn thời điểm liền dừng bước, là ở chỗ này đối với lôi hạo treo lên chào hỏi. Lão hổ, chúng ta có thể vào không? Không có việc gì, vào đi, hiện tại không thế nào bận biểu. Lôi hạo nghĩ nghĩ, xem ở cường tử mặt mũi của mới để cho đối diện tiến đến. Lưu Hưng Đông lộ ra rất vui vẻ, chờ hắn đi tới về sau, lôi hạo mới giới thiệu nói. Lưu Tổng, vị này là chúng ta phòng kinh doanh tổng giám đốc cừu tổng, Cựu tổng thế nhưng là UCB cao tài sinh. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu Hưng Đông Vương Tây cùng Cựu Vũ Đình nắm chặt lại, sau đó trực tiếp bỏ qua tất cả mọi người, cười đối với Lôi Hạo nói: Lão Hổ, công tác mới thế nào? Còn cần gì cứ việc cùng ta nói, muốn đồ muốn tài chính cũng không có vấn đề gì. Lưu Tổng, nói quá nhiều lần, gọi Đông Ca là được. Khụ khụ, Đông Ca không cần làm phiền công ty cho điều kiện rất không tệ. Lôi hạo có chút xấu hổ, mở miệng nói ra. Lưu Hưng Đông chính là nịnh nọt một lần thần tài, tại người không biết chuyện xem ra, lại là càng khẳng định, lôi nhị đại, thân phận, mẹ trứng, lão bản đều chạy tới nịnh hót, lôi nhị đại, bối cảnh tuyệt đối cường đại A. À. Quả nhiên, Lưu Hưng Đông nhìn một chút phòng làm việc hoàn cảnh, nhìn nhìn lại trong này tiểu miêu hai ba con, nhíu mày nói. Chỗ nhỏ một chút, người cũng thiếu điểm, Lão hổ ngươi cái này có chút thụ ủy khuất a. À? Hạng mục mới xây, Lưu tổng yên tâm, phòng kinh doanh sẽ mau chóng cho nơi này truyền máu. Cư Vũ Đình ở bên cạnh chen lời. Vậy liền rửa mắt mà đợi a. À? Đối với Cư Vũ Đình nói xong, Lưu Hưng Đông quay đầu nói với Lôi Hạo. Ta cũng không biết ngươi nơi này mới hai, ba người, hắc, vốn đang không có ý tứ lấy ra đây, hiện tại tốt rồi, không ngừng các ngươi mỗi người một phần còn có thể lưu mấy phần cho tương lai người mới, cường tử, tới tới tới, đem đồ vật lấy tới. Lôi chấn cường đối với lôi hạo chấp chấp mắt, đem trong tay cái rương buông ra, mở miệng nói. Đồ tốt a à. Ha ha, chính là mấy đài điện thoại, ngươi cũng biết, ta chính là làm mua bán, thứ này rất dễ dàng nắm bắt tới tay. Lưu Hưng Đông có chút khoe khoang nói, kết thúc rồi mở cặp táp ra, đối với lôi hạo nói. Tới tới tới, lão hổ ngươi tới phân một lần. Lôi hạo mở cái rương ra, vừa liếc mắt liền thấy bên trong chồng chất lên một chút đóng gói tuyệt đẹp hộp, nhìn ra phải có tám cái, nhìn nhìn lại tấm bản kia, hắn cảm thấy có chút quen mắt, lại không có thế trước tiên nhớ tới. a à, là P7. Lâm lệ nhị đối với mấy cái này bản hiệu thế nhưng là đọc ngược như chảy, lên tiếng kinh hô sau tiếp thu được lôi hạo ánh mắt nghi hoặc, mới giải thích nói. Quản lý, là mới đẩy ra P7 điện thoại, trong nước muốn mua muốn sách hai tháng trước dự định, còn được đoạt dự định danh ngạch, điện thoại cửa hàng một cái hơn một vạn đâu. Ai nha, không đắt như vậy, cũng liền bảy, tám ngàn một cái, những cái kia điện thoại cửa hàng quá đen. Lưu Hưng Đông khoát khoát tay, nhưng biểu lộ lại tương đối hưởng thụ, hiển nhiên là hài lòng lâm lệ nhị vừa đúng giải thích. Lưu Đông ca, cái này cũng quá quý trọng. Tám cánh tay cơ một cái bán hơn một vạn, Cộng lại chẳng phải là muốn 10 vạn Lôi hạo lắc lắc đầu nói Không thể cầm A à. Có cái gì không thể cầm Ngươi xem, ta có Cường tử cũng có Ta cả ba muốn thống nhất bước đi mới được Lưu Hưng đông cười ha hả nói ra Lại nói Lão hổ ngươi không cầm Có thế mà đắc tội thuộc hạ A à. Không có rồi, quản lý nếu không cầm Chúng ta liền không cầm Lâm lệ nhị dùng khát vọng ánh mắt Nhìn xem những cái kia đóng gói hộp đột nhiên có chủ ý, mở miệng lên đường. Quản lý một cái buổi sáng liền kiếm lời 500 vạn hơn, chúng ta về sau dựa vào tiền thưởng cũng có thể tự mua. 500 vạn hơn. Lưu Hưng đông mắt đều thẳng. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trin En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Dương Lão Sư nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tập hợp tài sản quản lý kế hoạch lúc mới bắt đầu, công ty chứng khoán võng hiệt thường biểu hiện ban đầu giá cả mãi mãi cũng là một. Không không nếu như tiền của nó là 3.000 vạn, vậy liền chia làm 3.000 vạn phần, nếu như là một ức liền phân một ức phần. Nếu như nó trướng một phần trăm, như vậy giá cả liền biểu hiện một. Không một không, nhưng ở trong đó còn có cái khác cần phải biết địa phương có chút kế hoạch là cách một đoạn thời gian công bố một lần tin tức, hộ khách tự nhiên không cách nào tức thời biết rõ tình hình cụ thể, coi như hợp đồng bên trong viết là tức thời công bố, cái kia Lưu Hưng Đông hiện tại đi thăm dò cũng là một. Không không không, nguyên nhân vô cùng đơn giản, lôi Hạo mở kho cũng có khoản lợi nhuận, nhưng hắn không bình thường a, à. không bình thường liền đại biểu cho chân thực lợi nhuận còn là không, cái kia 540 vạn không có rơi túi vì là an. Lão Thiên gia hỗ trợ mà thôi trong khoảng thời gian này nước mưa nhiều, ta liền thuận tay làm điểm đường trắng kỳ hạn giao hàng. Lôi hạo mặt ngoài vân đạm phong khinh nói ra. Không nghĩ tới thực trướng. Làm điểm. Nếu như không là người ngoài ở tại, cự vũ đình khả năng liền sẽ đậu đen rau muốn lên tiếng. 3.000 vạn tài chính làm hai ức 8.000 vạn tờ danh sách, cái này gọi là điểm kỳ hạn giao hàng. Triệu lực thần cùng lâm lệ nhị lại là đều đem ánh mắt chuyển tới lôi hạo trên người, bọn họ muốn điện thoại a à, hơn 10.000 điện thoại a à, cái này xuất ra đi nhiều có mặt mũi hơn nữa một cái buổi sáng liền giúp các lão bản kiếm lời gần 18% khoản lợi nhuận điện thoại cầm cũng sẽ không phỏng tay a à. cầm 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 ai không cầm chính là không nể mặt ta lưu hưng đông đoạt tại lôi hạo phía trước mở miệng đem hộp kín đáo đưa cho lâm lệ nhị cùng triệu lực thần nói các ngươi vận khí tốt a à, đi theo các ngươi quản lý tiền đồ tuyệt đối quang minh lấy. Cảm giác được lâm lệ nhị cùng triệu lực thần ánh mắt nóng bỏng, lôi hạo lắc đầu nói. Cầm đồ vật, mấy ngày kế tiếp liền đều muốn làm thêm giờ, 23.3 không đêm bạn báo cáo cuối ngày chúng ta mới tan tầm, không có vấn đề a à. Tuyệt đối không có vấn đề, ta liền một độc thân cẩu, về nhà dù sao cũng không có chuyện làm. Triệu lực thần hiển nhiên là một sản phẩm điện tử say mê công việc, cầm điện thoại di động sau mừng khắp khởi nói đây chính là lão bà ta về sau đi theo nó ngủ hi hi quản lý ngươi muốn màu gì lâm lệ nhị cũng là mừng khấp khởi nhìn xem lâm lệ nhị cùng triệu lực thần hai người cái kia nét mặt hưng phấn lôi hạo cũng là âm thầm mừng rỡ tiếp xuống chỉ cần hắn không xuất hiện to lớn sai lầm nho nhỏ này đoàn đội liền sẽ hoàn toàn bị hắn nắm giữ ở mặc dù bây giờ chỉ là ba người nhưng coi đây là cơ sở tiến hành chiêu tân đội ngũ tổng sẽ từ từ mở rộng tốt rồi, bây giờ là 11 giờ 27 phân, chúng ta đến phụ cận tìm một chỗ ăn cơm, buổi chiều một điểm 20 phần có trước chạy về. Buổi trưa bàn nghỉ ngơi sắp đến, Lôi Hạo thuận tiện mời Cừu Vũ Đình cùng Lưu Hưng Đông. Bên cạnh có nhà Nhật Bản nướng thịt thật không tệ, đi đi đi, hôm nay ta mời khách. Lưu Hưng Đông vung tay lên lại bắt đầu vung phúc lợi, bất quá cũng khó trách, hẳn nhưng là tại trong kế hoạch đầu nhập không vạn một buổi sáng liền kiếm lời 200 nhiều 300 vạn, mời khách ăn cơm chút tiền ấy đương nhiên là muốn xuất. Lôi hạo không có dị nghị, 20% năm tỷ lệ lợi ích phía trước bộ phận, hắn còn có thể dựa vào đầu tư hạng mức cầm 10%, những bộ phận khác có thể hoàn toàn là người đầu tư khoản thu nhập từ lãi. Một đoàn người từ dưới thang máy đến phòng kinh doanh lầu 1, lôi hạo đi ở giữa, lưu hưng đông ở bên trái cừu vũ đình tại cư phải, tại phía sau bọn họ một bước thì là lôi chấn cường. Lâm lệ nhị cùng triệu lực thần, sáu người bên trong trừ lôi chấn cường, những người khác là trang phục chính thức cách ăn mặc lại tinh thần phấn chấn, nhưng lại nhất ham hở còn tưởng là thuộc lôi hạo. Tiền là năm nhân gan, lôi hạo hiện tại có chút tài sản, tăng thêm đồng sự nhóm chưa đến tin tức cái này đại sát khí, hắn đối với tiền đồ cũng không có nửa điểm mê mang, trên người tự tin cùng ngày đều trường, đi trên đường cảm giác chính là dẫm lên toàn bộ địa cầu. Cựu tổng, lôi quản lý cừu tổng lôi quản lý trên đường đi phòng kinh doanh nhân viên nhìn thấy lôi hạo một đoàn người sau khi đều sẽ dừng bước lại chào hỏi sau đó liền bắt đầu xì xào bàn tán hướng về phía lôi hạo bóng lưng chỉ điểm một chút nếu như là nữ đồng sự trong ngôn ngữ tổng không thể thiếu hối hận nhớ ngày đó lôi quản lý vào công ty thời điểm ta đã cảm thấy người khác không sai ai còn chưa kịp ra tay đâu lôi hạo lần đầu tiên nghe được loại này mà nói trong lòng có chút xấu hổ cũng có chút mừng thầm, hắn xem như trở thành trong truyền thuyết toản thạch vương lão ngủ. Ăn cơm trưa là nướng thịt, bởi vì tính chất công việc tương đối đặc biệt, lôi hạo bọn họ đều không sao cả uống rượu, trở lại phòng làm việc thời điểm, tất cả mọi người là thần thanh khí sản, đáng tiếc làm kỳ hạn giao hàng đầu tư người, muốn một cái tốt thời gian nghỉ ngơi quả thực quá khó khăn. Ngày 31 tháng 3 thứ năm, lôi hạo bận đến 23.3 không mới tan tầm ngày 1 tháng 4 thứ 6, lôi hạo như thường lệ là 23.3 không kỳ hạn giao hàng đêm bàn kết thúc mới quay về chỗ ở. Sau đó hai số cùng ba số là cuối tuần nghỉ ngơi, đến bốn số, năm số vừa bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm làm việc, chẳng những là lôi hạo, lâm lệ nhị cùng triệu lực thần cũng mau không chống nổi, cũng may sáu số buổi sáng làm đường trắng không năm tăng nhẹ sau khi, lôi hạo liền hạ xuống bình thường quyết định, đại gia rốt cục có thể nghỉ ngơi mấy ngày bốn năm cái giao dịch ngày qua, tuy nói đường trắng kỳ hạn giao hàng giá cả chợt có tụt xuống, nhưng tổng thể giá cả còn là hướng lên trên, trừ để cho triệu lực thần làm số ít kỹ thuật trọng tài bên ngoài, lôi hạo phần lớn thời gian cũng là cầm thương quan sát. Tuy nói không cách nào xuất hiện như lần trước dân dương ngân hành như vậy thần tích, nhưng bởi vì thị trường hàng hóa phái sinh lợi nhuận cao đặc tính, lôi đình một số bình thương sau vẫn phải là đến vượt qua 38% ít lợi, cuối cùng thực tế lợi nhuận 1.150 vạn. Cái này có thể là không tầm thường thành tích. Gần đây thị trường chứng khoán không tốt, từng cái công ty chứng khoán kỳ hạ tập hợp tài sản quản lý kế hoạch phần lớn đều chạy tới làm công trái, đầu tư cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng tập hợp kế hoạch cũng là chỉnh thể ở vào thiệt thòi nhỏ trạng thái. Lôi Đình một số cái này 38% năm tỷ lệ lợi ích là vô cùng tốt thành tích, trực tiếp nghiền ép doanh ý chứng khoán tất cả trong một năm thành lập tập hợp kế hoạch thành tích càng là lặng yên không một tiếng động liền lên tài chính và kinh tế võng trạm xếp hạng bản, hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào chứng khoán vòng cao tầng ánh mắt. Sáu số ba giờ chiều, lôi hạo vung tay lên để cho triệu lực thần cùng lâm lệ nhị sớm tan tầm, hắn thì là đang liên lạc Khương Tuệ Di sau khi liền dẫn theo quà tặng đuổi tới việc tỉnh tài chính và kinh tế học viện bên cạnh một cái trong cư xá. Cốc cốc cốc. Nhìn trước mắt quen thuộc làm bằng gỗ cửa phòng, lôi hạo dọn ra thủ đến gõ vang về sau, cả người đều lâm vào một loại tâm tình khẩn trương đây là dương lão sư nơi ở tới rồi trong môn truyền đến thanh âm quen thuộc sau khi cửa mở là một cái trung niên phụ nữ xuất hiện ở lôi hào trước mắt đây chính là dương huệ chỉ dương lão sư ta liền biết là ngươi cái này lôi lão hổ mau vào dù thả vậy dép lê ở nơi này dương lão sư còn là cái dạng kia hơi béo phì trong thân thể ẩn chứa một loại không rõ ấm áp ai nha ngươi còn mang thứ gì mới tham gia công tác đừng lãng phí tiền đợi chút nữa lấy về lui đi không đợi lôi hạo đáp lời dương lão sư lại của trách nói lôi hạo a à, ngươi thời gian làm việc không dài những vật này lại học được thủ không nên không nên ta phải cho ngươi lên vừa lên chính trị khóa không uổng phí tiền không uổng phí tiền lôi hạo đột nhiên có chút chột dạ hắn sợ người không nhiều hết lần này tới lần khác dương lão sư chính là một cái trong số đó dương lão sư họ dương tên huệ chỉ dạy là tây phương kinh tế học lão công trương hữu là học viện ngành tài chính học sinh chỗ chủ nhiệm năm đó nàng xem lôi hạo tình huống rất chật vật liền ra tay giúp thật nhiều lần giúp học tập vay tiền làm a học bổng xin a cuối cùng còn thường xuyên kéo lôi hạo về đến trong nhà ăn cơm liền lôi hạo được cho phép ra ngoài trường ở lại cũng là nàng tìm quan hệ ngay từ đầu lôi hạo coi dương huệ chỉ là lão sư tốt đối đãi về sau là làm trưởng bối cuối cùng đã có điểm tiếp cận thân nhân cảm nhận, hắn ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho Dương Lão Sư gọi điện thoại, dẫn theo lễ vật tới cửa lại còn là lần đầu tiên. Đi vào phòng khách thời điểm, Lôi Hạo phát hiện nơi này trừ Dương Lão Sư, còn ngồi ba người, Trương Hữu, Khương Tuệ Di cùng đại học lúc lớp trưởng từ Ngọc Khải. Mau tới đây ngồi. Theo Dương Lão Sư chào hỏi, Lôi Hạo đi qua chọn một chỗ ngồi xuống. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Khoác lát Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trương chủ nhiệm tốt Lôi hạo trước cùng dương lão sư trưởng phu chào hỏi, mới quay đầu đối với Khương Tuệ Di nháy nháy mắt nói. Khương bà bà tốt, từ đại lớp trưởng, đã lâu không gặp. Lôi hạo, rất lâu không gặp ngươi đi làm khách, tại bận rộn cái gì đâu trương hữu không dạy thư làm thật lâu công việc hành chính hắn lúc nói chuyện tổng treo theo thói quen mỉm cười lôi lão hổ tại công ty chứng khoán đây ta tuần trước mới thấy qua hắn khương tuệ di đạo công ty chứng khoán không tệ a à, phúc lợi tốt không gian phát triển cũng không tệ từ ngọc khải cũng xen vào nói lôi hạo nghe ba người nói chuyện thỉnh thoảng gật đầu biểu thị hắn không đi thần kỳ thật ánh mắt đã sớm bay tới đang tại lật quà tặng dương lão sư bên kia quả nhiên không ngoài sở liệu, Dương Huệ chỉ liền lật một chút, sau đó kinh thanh hô. Tốt ngươi một cái lôi lão hổ a, à, kiếm tiền liền đại thủ đại cước có đúng không? Này cũng thứ gì, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy nha? Dương Huệ chỉ từ trang phục quà tặng trong túi móc ra từng kiện từng kiện đồ vật, trừng mắt lôi hạo chất vấn. Đây là cái kia P7 điện thoại đi, tốn bao nhiêu? Hơn một vạn. Không, hộ khách đưa, không cần tiền. Lôi hạo mặt toát mồ hôi nói, thứ này hắn là lấy việc công làm việc tư trực tiếp lấy ra dùng. Cái này đâu? Rượu chát này ta uống qua, hơn một ngàn một bình đâu. Dương Huệ chỉ lại lấy ra hai chai rượu chát. Lôi hạo lần nữa xấu hổ, rượu chát này hắn vẫn là lấy việc công làm việc tư thuận đến, giải thích nói. Hồ khách đưa, người này ngài cũng nhận biết, thứ năm quý quầy rượu lão bản, mã nguyên sơn mã ca. Ta tin ngươi mới có quỷ, cái này đâu loại nước này quả cũng thật đắt lão sư có thế ăn không nổi a à? dương lão sư đem đồ vật từng kiện từng kiện lấy ra liên tiếp nói còn có cái này ngươi đưa cái gì thuốc bổ a à? lại còn có đồ trang điểm lão sư đều bốn mươi một phần là hộ khách đưa một phần là mua không xài bao nhiêu tiền lôi hạo liên tiếp giải thích sau đó giang tay ra nói ngài đừng phí tâm thực không quý ta gần nhất kiếm lợi không ít cho ngài mua ít đồ không nhiều lắm tiêu xài Nhà, ngươi tiểu tử này dương huệ chỉ trừng mắt lôi hạo đem đồ vật đều lắp trở lại sau nói đều lui đều lui ngài đừng a à, ta gánh không nổi người kia lôi hạo nói là mười phần mười nói thật những vật kia phần lớn cũng là hộ khách đưa cầm lấy đi cái nào lui a à, những cái kia có thế lui cũng liền mấy ngàn khối tiền hắn còn đúng là gánh không nổi người này trong phòng khách những người khác lại đều nở nụ cười, đều cảm thấy lôi hạo đây là tại trang phục lão sói vẫy đuôi, nhưng là có thể vì lão sư tốn tiền nhiều như vậy, đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thật bội phục. Được rồi, được rồi, không nói cái này trước, nói một chút tiểu gừng sự tình. Trương Hữu lắc đầu, hắn biết rõ lão bà khẳng định phải đem đồ vật lui đi, cũng không không để ở trong lòng, mà là nói sang chuyện khác. Tiểu gừng chuyện của người ta đi hỏi, không thật là tốt xử lý cái kia lưu manh còn muốn thế nào? Có tin ta hay không đem hắn một viên khác trứng cũng đá sưng? Khương Tuệ Di quả nhiên là nữ hán tử, dũng mãnh chi khí lộ rõ trên mặt. Nếu như không phải biết rõ Khương Tuệ Di tính cách, lôi hạo khả năng cũng không dám đem lời kế tiếp nói ra, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị xong muốn đem đối phương kéo vào hạng mục tổ, cũng liền mở miệng nói. Kỳ thật, chúng ta hạng mục tổ có cái chức vị, Khương bà bà có thể qua đến bên này làm việc, cái kia hành trưởng thủ duỗi không tới đây. Được A Lôi lão hổ, ta lúc đầu cho là ngươi là làm hộ khách quản lý, không nghĩ tới đều vào hạng mục tổ. Là cái nào bộ môn? Tài sản quản lý bộ. Đầu nhập được bộ. Bán trực tiếp bộ. Khương Tuệ di miệng giống như là súng máy, đúng là bắt không được trọng điểm, ngược lại tốt quan tâm bạo đạp. Tài sản quản lý bộ, chúng ta hạng mục tổ thiếu một tài vụ, trừ bản chức làm việc tiền kỳ còn cần giúp làm chút sự tình khác, làm kỳ hạn giao hàng lúc phải thêm ban, thật cực khổ, nhưng thu nhập không sai, tối thiểu nhất. Nhậm chức sẽ đưa P7 điện thoại cùng rượu đỏ cùng đủ loại hoa quả. Lôi hạo cười nói. Không chỉ có Khương Tuệ Di nghe ngốc, liền từ Ngọc Khải nghe xong đều muốn từ chức ông lấy đuôi. Nhậm chức sẽ đưa giá trị hơn vạn điện thoại di động, làm còn là tài sản quản lý kế hoạch kế toán, công việc này đừng nói chuyên khoa sinh bản khoa đều phải quỳ cầu a à. hâm mộ và sau khi kinh ngạc đại gia trong lòng lại đều có chút hoài nghi cảm thấy lôi hạo là khoác lác lại hoặc là chỉ là hỗ trợ tranh thủ được một cái khảo hạch cơ hội muốn nhập chức không đơn giản như vậy không gì hơn cái này vừa đến đại gia đối với lôi hạo cái gọi là hộ khách đưa quà tặng thì có tín nhiệm dù sao hắn đều là tài sản quản lý bộ nhân viên nha không sai rất không tệ lôi hạo ngươi cuối cùng hết khổ dương huệ chỉ ngồi lôi hạo bên người trên mặt mang nụ cười vui vẻ trong học sinh của nàng có thế tốt nghiệp một năm liền tiến vào tài sản quản lý bộ một trăm đều tìm không ra một cái đến lôi hạo làm phương diện nào làm việc từ ngọc khải thái độ thay đổi rất nhiều bắt đầu cho ra thân thiết khuôn mặt tươi cười hạng mục quản lý lôi hạo thật lòng trả lời sau đó không ra dự liệu của hắn đại gia đầu tiên là kinh ngạc sau đó đều nở nụ cười rõ ràng là cầm lời này xem như nói giỡn. Lần thứ ba, hôm nay lần thứ ba được mọi người xem như đến đậu bỉ. Lôi hạo trong lòng có chút là quái, nói thật không bị người tin tưởng, vốn lấy đại gia quan hệ, hắn lại không thể đem sự tình làm lớn rồi để chứng minh bản thân, cái này là bực nào cảm giác cổ quái. Ha ha, lôi hạo ngươi tiểu tử này a. À. Trương hữu chỉ chỉ lôi hạo, nhìn thấy từ Ngọc Khải trên mặt có vẻ lúng túng, hắn lại nói. Tốt rồi, chúng ta nói tiếp nói chuyện tuyển dụng hồi sự tình bởi vì lôi hạo có cái tài sản quản lý bộ nhân viên thân phận trương hữu lúc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ hướng hắn đòi hỏi đề nghị theo trương hữu giảng giải lôi hạo đã biết đầu đuôi sự tình năm gần đây vào nghề tình thế càng ngày càng nghiêm trọng làm một cái chuyên viện khoa học việc tỉnh tài chính và kinh tế học viện đương nhiên cũng không khá hơn chút nào lại kéo dài đến ngành tài chính bên này trương hữu người học sinh này chỗ chủ nhiệm áp lực cũng thật lớn mấy tháng xuống tới, học viện học sinh chỗ an bài tuyển dụng hội chỉ hấp dẫn đến một chút bên trong tiểu xí nghiệp tới thiết quầy hàng, dù cho dạng này, tuyển mộ cương vị cũng tất cả đều là tầng dưới chót đến không thể lại tầng dưới chót, khiến cho trương hữu cái này ngành tài chính học sinh chỗ chủ nhiệm cũng sức đầu mẻ tráng. Học viện bên kia hạ nhiệm vụ, cho mỗi một hệ đều an bài nhiệm vụ, đến lúc đó lại dựa theo nhiệm vụ hoàn thành tình huống tiến hành ban thưởng. Xem như học viện cường thế học hệ, ngành tài chính nếu là so ra kém cái khác viện hệ trương hữu không ngừng hội mất mặt càng sẽ liên lụy đến lớp tốt nghiệp vào nghề tình huống cái này với hắn mà nói là không có thể tiếp nhận trong khoảng thời gian này trương hữu cùng dương huệ chỉ hai vợ chồng liên lạc rất nhiều người đến bây giờ liền từ ngọc khải cái này hơi có nhân mạch nhân viên ngân hàng đều lên tiếng tìm xin giúp đỡ hiện tại tầng dưới chót chức vị nhưng lại không thiếu công ty chứng khoán công ty bảo hiểm một đống lớn chiêu hộ khách quản lý cùng nhân viên bán hàng, nhưng tốt một chút chức vị lại quá ít. Ai, lần này kỳ thật vẫn là có chút không sai người kế tục, ta có chút không bỏ được a. À? Trương Hữu hút một hơi thuốc, ánh mắt dừng lại ở từ Ngọc Khải trên người. Dương Huệ chỉ cũng là giúp đỡ nói ra. Ngọc Khải, các ngươi ngân hàng không phải chiêu quỷ viên sao? Nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ tới học viện chúng ta thiết quầy hàng. Dương Lão Sư, không phải ta không muốn giúp bận biểu, nhưng chúng ta bên kia yêu cầu là bản khoa bằng cấp, không có ở chuyên viện khoa học chiêu tân kế hoạch A. Từ Ngọc Khải cũng là đáng cực kỳ, hắn chính là một cái tìm quan hệ vào ngân hàng công nhân viên bình thường, bản thân còn dễ nói, giúp người khác liền không có khả năng kia. Nếu không, để cho ta thử xem. Lôi hạo mở miệng. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Là thật ngưu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Người tới. Trương Hữu cười khổ nói. Được, thêm một cái chiêu hộ khách quản lý công ty chứng khoán, cũng có thể mạo xưng mạo xưng tràn diện. Trương Hữu không cảm thấy lôi hạo có bao nhiêu người dãy, muốn mở miệng nói đem vừa rồi hứa cho Khương Tuệ Di phỏng vấn cơ hội lấy ra đi, lại không thể làm như thế, nhưng khách này nhà quản lý cương vị, dù cho chuyên viện khoa học cũng không phải rất hiếm có, mạo xưng tràn diện đều tính miễn cưỡng. Hộ khách quản lý chiêu tân, ta để cho doanh ý chứng khoán tới thiết điểm là khẳng định không có vấn đề, lại thêm một cái tài sản quản lý bộ hạng một quản lý trợ lý cương vị cũng có thể đánh cược, về phần cái khác. Ngân hàng quỹ viên Chiêu Tân có thể tìm một chút nhưng làm việc địa điểm không có thể bảo chứng công ty mậu dịch cùng một chút những đại xí nghiệp khác cơ sở nhân viên chiêu tân cũng có thể tìm một chút a à. lôi hạo nói ra doanh ý chứng khoán dù sao đều muốn chiêu hộ khách quản lý lôi hạo mở miệng để cho công ty đến trường học cũ thiết điểm đây tuyệt đối là không có vấn đề về phần trợ lý cái kia cương vị thì càng không thành vấn đề hạng mục quản lý chính là lôi hạo bản nhân hắn có nhân sự tự chủ quyền lợi chiêu trợ lý chẳng lẽ không thể từ trường học cũ chiêu về phần ngân hàng, công ty mậu dịch cùng công ty lớn, thì là lôi đình một số những cái kia người đầu tư ở tại xí nghiệp, lôi hạo trong khoảng thời gian này mỗi lần ra văn phòng, đều muốn tiếp thật là nhiều điện thoại, tất cả đều là không có việc gì chào hỏi vài câu rút ngắn quan hệ, nếu là hắn mở miệng muốn một cái nhân tình, không nói 10 phần chắc chính, nhưng 7-8 phần nắm chắc vẫn phải có. Dầu gì, Lưu Hưng Đông tuyệt đối là đồng ý giúp một tay, chính hắn thì có công ty mậu dịch, lại sử dụng điểm nhân mạch nhiều không dám nói, mấy cái công ty lớn xí nghiệp lớn còn là không có vấn đề. Lôi Hạo hơi tính một chút, đã cảm thấy việc này cũng không tính là nhiều khó khăn. Nhưng đây là Lôi Hạo địa vị biến, với hắn mà nói không khó, đối với Từ Ngọc Khải mà nói là khó như lên trời, đối với Trương Hữu cũng đều là vô cùng khó khăn một sự kiện. Lôi Hạo có thể làm được. Tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ ánh mắt, trong lòng nhau nhau nổi lên nói thầm. Khụ khụ, Dương lão sư cái kia, đây là ta danh thiếp mới, trong lúc làm việc trong phòng, ngài nếu là nghĩ gọi điện thoại tìm ta, về sau muốn đánh sân khấu cái kia, các nàng sẽ đến cho ta biết. Lôi hạo biết mình là nhất định phải đi ra biểu lộ một súng thân phận, còn nữa hắn cũng muốn đem một ít chuyện nói cho Dương Lão Sư, liền lấy ra mới vừa ấn tốt danh thiếp mới phân cho đại gia. Doanh ý chứng khoán tài sản quản lý bộ hạng mục quản lý. Lôi đình một số tài sản quản lý kế hoạch người phụ trách ta dựa vào, lôi lão hổ ngươi ngưu lên trời A, à, đều có người chuyên phụ trách giúp ngươi tiếp điện thoại A. À. Khương Tuệ Di xem hết danh thiếp, lập tức kêu la. Những người khác cũng là một mặt không dám tin biểu lộ, lôi hạo là hạng mục quản lý. Chủ trưởng lấy một cái tài sản quản lý kế hoạch. Không đúng, ngày cả tháng tư đã qua mấy ngày A, à, một cái chuyên khoa tốt nghiệp một năm học sinh có thành tích như vậy. Cái này có thể xác định không phải ngày cả tháng tư đùa giỡn hay sao? dương lão sư ta thực sự là hạng mục quản lý ngài đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta thực sự không nói láo đem danh thiếp phân sau khi ra ngoài lôi hạo liền được mọi người cường thế vây xem nhưng người khác vẫn không có gì quan trọng dương lão sư ánh mắt bên trong những cái kia hoài nghi lại làm cho hắn rất là bất đắc dĩ ha ha ta đây không phải không thể tin được nha dương huệ chỉ lúng túng cười nói nhưng ngay sau đó ánh mắt còn là bắt đầu trở nên có chút hoài nghi Lôi Hạo lập tức bó tay rồi, nhìn nhìn lại đại gia, tất cả đều là một mặt ta không tin, biểu lộ, Khương Tuệ Di thậm chí lè lưỡi nhăn mặt. "Khương bà bà, ngươi có tin không ta về sau cho ngươi tiểu hài xuyên. Người khác không tin, ngươi tốt nhất vẫn là tin tưởng, tháng người hơn vạn cương vị, ngươi không muốn sao?" Lôi Hạo có chút đau răng, hắn cảm thấy mình so đậu nga còn oan a. À. Kỳ thật không trách đại gia, Lôi Hạo là ai a? À? hắn đại học 3 năm đều dựa vào lấy giúp học tập cho vay cùng đủ loại học bổng vượt qua, sau đó hắn bằng cấp chỉ là chuyên khoa, làm việc chỉ là một năm, liền thành công ty chứng khoán tài sản quản bộ hạng mục giám đốc. Đừng nói người bình thường không thể tin được, bệnh tâm thần đều cảm thấy quá khoa trương. Bất quá lôi hạo mà nói đều đã nói ra miệng, ngữ khí đều khẳng định như vậy, đại gia mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không phải 100% không tin, đại khái chính là 99. 9% mà thôi, đây là xem ở lôi hạo từ không nói láo phân thượng. Được được được, ta hiện tại đang gọi điện thoại để cho công ty xác định chiêu tân sự tình, có thể chứ? Lôi hạo lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra bấm cừu vũ đình điện thoại. Điện thoại thông, nhưng thẳng đến các đứt quan hệ đều không người nghe, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên càng quái dị hơn. Coi như lôi hạo lần nữa im lặng thời điểm, chung điện thoại di động lại là vang lên, biểu hiện trên màn ảnh tên là Tổng Giám Đốc Cừu Vũ Đình, 6 cái chữ. Uy, Cừu Tổng. Lôi hào mở cất giọng, đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, nói. Ta đã nói với ngươi chuyện gì? Ta trước tiên nói chuyện gì, lôi quản lý, ta lôi lớn quản lý, ngươi chẳng lẽ không biết phòng kinh doanh tầng quản lý buổi chiều muốn mở hội sao? Chính ngươi xin phép nghĩ coi như xong, tốt xấu đừng đang học lúc gọi điện thoại cho ta a, à, ta vừa rồi nhiều xấu hổ. Cư Vũ Đình hiếm thấy đậu đen rau muốn đạo. Mấy ngày kế tiếp, Cư Vũ Đình tổng đợi tại hạng một tổ hỗ trợ, lôi hạo cùng đối phương quan hệ cũng kéo gần lại một chút, cho nên nàng trong lời nói mang theo oán khí, nhưng cũng có loại thân cận ý nghĩa. Ta quên. Lôi hạo rất thức thời nói. Ta một chuyên khoa bằng cấp, quên việc này rất bình thường. Ngươi khoe khoang đúng không? Chuyên khoa bằng cấp không tầm thường A, à, ta UCB tốt nghiệp, còn không phải bị ngươi hộ khách không thèm đếm xỉa đến, được rồi được rồi, ngươi có chuyện gì mau nói, ta còn phải trở lại họp. Cư Vũ Đình trong lời nói còn là mang theo oán khí. Tại đại gia nhìn soi mói, lôi hạo không chút hoang mang, mở miệng nói. Ta hạng một tổ muốn chiêu một cái tài vụ cùng một trợ lý, ta dự định từ trường học cũ chiêu. Không có vấn đề, ngươi hạng một tổ ngươi làm chủ, đem người mang tới, ta sẽ tại trên hợp đồng ký tên cừ vũ đình dứt khoát nói ra còn có a à, công ty của chúng ta không phải muốn tuyển người mới à ta kế toán tìm được nhưng chỉ chiêu một trợ lý cũng không giống mà nói đến lúc đó cùng đi bên này thiết điểm được sao lôi hạo tiếp tục nói có thể ngươi trực tiếp cùng bộ phận nhân sự liên hệ gặp cừ vũ đình tốt như vậy nói chuyện lôi hạo giật mình hỏi dò một vấn đề cuối cùng a à, phòng kinh doanh tài sản quản lý nghiệp vụ không phải thiếu nhân thủ sao? Nếu không, cùng đi ta trường học cũ chiêu tân A. Lôi lớn quản lý, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi A, hướng tài sản quản lý kế hoạch nhét nhiều như vậy chuyên khoa sinh, ngươi chuẩn bị toàn thể đi bán bảo hiểm sao? Ta đáp ứng, cái khác quản lý có thể đồng ý mới là là A. Cư Vũ Đình không biết là không đã tới thân thích, căn bản không bình thường loại kia ung dung cùng đại độ khí chất. Lôi hạo chỉ có thể rất tiếc cúp điện thoại Đem lực chú ý quay lại hiện trường Hắn liền thấy bốn cái ngốc thủ lĩnh nha Ta dựa vào Lôi lão hổ A à Phi, không đúng không đúng Là quản lý ngài khỏe chứ Quản lý ngài có mệt hay không Quản lý ta cho ngài thêm cái nước trà Khương Tuệ Di phản ứng đầu tiên tới Lập tức hóa thân chó săn Dùng đủ loại nhạo bán mà nói Để che giấu khiếp sợ của nàng Đúng vậy, không có người không khiếp sợ chuyên khoa bằng cấp hạng mục quản lý A, đặt ở Việt tỉnh Tài chính và Kinh tế Học viện tuyệt đối là số một số hai tinh anh tốt nghiệp, chớ đừng nhắc tới lôi hạo chỉ là tốt nghiệp một năm, nếu như tất cả thuận lợi, hắn về sau có thể đạt tới trình độ nào. Công ty chứng khoán lão tổng Quỹ ngân sách công ty tổng giám đốc Kỳ hạn giao hàng công ty tổng thanh tra Mặc kệ là chức vị gì, lôi hạo thành tựu hiện tại đã đủ cao, hắn chính là xác xác thật thật tài chính nghiệp tinh anh, chủ trưởng lấy một cái tài sản quản lý kế hoạch tinh anh. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Người mới Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lôi hạo, không sai, không sai, thật sự không tệ, ngươi thực hết khổ. Dương Huệ chỉ cười đến rất vui vẻ, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, Nàng vì là lôi hạo cảm thấy kiêu ngạo Từ một cái cần cứu trợ sơn thôn sinh viên Dãy dù lấy đạt đến thành tựu hiện tại Dù cho có chưa đến tin tức yếu tố quyết định Nhưng lôi hạo bỏ ra đồ vật cũng không ít Đại học thời kỳ hắn đi làm thời gian vượt qua học tập thời gian Người khác chơi trò chơi giao bạn gái thời điểm Hắn tại trong quán bar có lẽ chính thừa nhận khách nhân làm khó dễ Ngoại nhân không biết sự tình Dương Huệ chỉ có thế có biết một hai Cứ như vậy một bộ phận biết rồi đã để nàng rất thương tiếc lôi hạo người học sinh này cái khác không biết sự tình còn có bao nhiêu đâu lôi hạo cá tính kiên cường hắn nhưng lại không cảm thấy mình có bao nhiêu thảm ráng chịu đi ráng chịu đi cứ như vậy đến đây làm dương lão sư rơi nước mắt thời điểm lôi hạo có chút thẹn thùng chỉ có đem khăn tay đưa tới sau đó quay đầu cùng trương chủ nhiệm tiếp tục chủ đề ta có thể tìm đến một chút xí nghiệp nhưng bọn hắn nhận hay không trường học tốt nghiệp ta liền không dám hứa chắc lôi hạo tiêm cho mũi thuốc dự phòng một cái hai cái hắn có thể giúp nhưng một năm cấp học sinh hắn có thể không có cách nào phân phối rơi trương hữu cũng là biết rõ cái này chút gật đầu nói có thể có cái này chút đã là giúp đại ân còn lại liền xem ngươi học đại học mũi có bao nhiêu bản lãnh bất quá lôi hạo ngươi cái kia người phụ tá cương vị có thể nói rõ chi tiết nói sao liền là cao cấp làm việc lạc vặt nhân viên lôi hạo phi thường cấp tốc liền cấp ra đáp án hắn đối với trợ lý kỳ thật không quá nhiều yêu cầu nghe lời chịu khó cùng hiểu chuyện là được về phần đến trường học cũ chiêu trợ lý nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản lôi hạo bằng cấp bản thân liền là chỉ là chuyên khoa hắn lại không cần trợ lý làm quá mức chuyên nghiệp làm việc sở dĩ chiêu cái nghe lời học đại học muội là rất lựa chọn tốt lôi hạo nói yêu cầu thời điểm trương hữu từ ngọc khải thậm chí khương tuệ di đều dựng lỗ tai lên đây chính là công ty chứng khoán hạng một quản lý trợ lý cương vị. đọc Kim Dung người ai không có một hai cái thích hợp bằng hữu thân thích đâu. Ta có một học sinh, Ân, tính là sư huynh của ngươi. Trương Hữu muốn đem một cái lão con trai của bạn giới thiệu đi ra. Trương Hữu lại nói một nửa, bên cạnh Từ Ngọc Khải có chút không lễ phép xen vào nói. Trương chủ nhiệm, ngươi để cho sư huynh đi làm sư đệ trợ lý, lôi hào không tốt lắm quản lý a. À? Là ta có chút thiếu suy tính. Trương Hữu mới nhớ tới vấn đề này, lại nghĩ tới lôi hạo đã giúp đại ân, hắn lại đưa yêu cầu tự hồ là có chút được một tất lại muốn tiến một thước, lập tức hơi có vẻ xấu hổ. Từ Ngọc Khải cắt đứt Trương Hữu, đang nghĩ đề cử nhân tuyển của mình lúc, Dương Huệ chỉ lại là nói thẳng. Đừng làm loạn đề cử, các ngươi có nhân tuyển thích hợp liền đem tin tức đưa tới, đừng làm cái này chút tà môn ngoại đạo, biết không? Dương Huệ chỉ đang học sinh trước mặt vẫn rất có uy tín, nàng nói xong, từ ngọc khải lập tức liền đem lời nuốt trở lại trong bụng lôi hạo lập tức hướng dương lão sư đầu nhập đi qua một cái cảm tạ giải vây ánh mắt hắn mặc dù đối với trợ lý yêu cầu không cao nhưng kỳ thật cũng không muốn chiêu cái cá nhân liên quan bằng không công việc làm xảy ra vấn đề còn được suy nghĩ muốn hay không giới thiệu người mặt mũi đây cũng quá phiền toái ngừng cái đề tài này lôi hạo ngay trước mặt trương hữu cho mấy cái bộ môn người đầu tư gọi điện thoại nghe người cũng đều rất nể tình căn bản không bao nhiêu do dự liền đem sự tình định xuống dưới trực tiếp liền cùng trương hữu trao đổi số điện thoại liên tiếp làm xong mấy nhà chiêu tân cương vị rất không tệ xí nghiệp trương hữu rất hưng phấn lôi hạo lại không cảm thấy bao lớn sự tình hắn đều giúp đám người này kiếm lời nhiều tiền như vậy nếu như ngay cả điểm nhỏ này mặt mũi cũng không chiếm được đó cũng quá thảm một chút cơm tối tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ đã biết lôi hạo tình huống Dương Huệ chỉ cũng không có cự thu những lễ vật kia, cầm nước xong xuôi liền đổi lại P7 điện thoại di động tại lão công trước mặt khoe khoang. Trương Hữu biết rõ lôi hạo hỗ trợ là xem ở lão bà mặt mũi của, liền biết hắn tại gần đây có thể sẽ biến thân thê quản nghiêm, trong lòng gọi là một cái buồn vui đang xen. Lôi hạo ứng phó rơi từ Ngọc Khải mời, cùng Khương Tuệ di hẹn xong thứ hai ký hợp đồng sau khi, 8 giờ vừa qua khỏi hắn liền cáo từ rời đi. Đón xe trở lại hoa mỗi tháng 10.000 năm thuê xuống biệt thự, Lôi Hạo cảm thấy mình rất xa xỉ, phòng 5 ba sảnh, hắn sẽ dùng một cái phòng ngủ chính, còn dư lại địa phương thì nhìn phòng lúc đi dạo một lần, liền nhìn thư cũng là tại phòng ngủ giải quyết, cái gì phòng bếp, nhà hàng, ban công, tiểu hoa viên loại hình đồ vật, hết thảy là bài trí. Hy vọng nhị lão ưa thích a. À. Lôi Hạo vuốt vuốt huyệt Thái Dương, những ngày này luôn luôn tăng ca, hắn cảm giác mình tình trạng cơ thể đã tại chậm rãi trở nên kém. Nhưng càng là tiếp xúc chứng khoán nghiệp cao đoan kiến trúc, lôi hạo thì càng cảm thấy mình tích lũy không đủ, nếu như không phải chưa đến tin tức tồn tại, hắn nhất định là liền triệu lực thần cũng không bằng. Trong khoảng thời gian này, lôi hạo cũng là có không thì nhìn thư nạp điện, cũng tính toán các loại tương đối rảnh rỗi thời điểm, liền đi làm trương dự thính chứng nghe khóa, lại báo chút chương trình học, hàm thụ cái bản khoa bằng cấp, hơi tính toán, hắn có tiền thế mà so trước kia gặp cảnh khốn cùng lúc còn mệt hơn. Ngày thứ hai ngày 4 tháng 7 số tuần lễ 4, chương trước đêm ngày 4 tháng 6 số ký thành thứ sáu đã đổi lại đến, bất quá ta cảm giác hẳn là không người biết rõ, lôi hạo như thường lệ đi làm. Dựa theo lệ cũ, bắt đầu phiên giao dịch trước đó lôi hạo triệu tập hạng một tổ thành viên mở hội, tăng thêm mới vừa đến Khương Tuệ Di, hiện tại lôi đình một số tập hợp kế hoạch hạng một tổ tổng cộng là 4 người. Không đúng, Cừu tổng làm sao không có tới? Lôi Hạo cảm nhận được dị thường, mấy ngày nay Cừu Vũ Định căn bản là không có vắng mặt qua hạng Mục Tổ làm việc, chẳng lẽ là hoàn thành một cái giai đoạn làm việc sau không tới? Trước giới thiệu một cái đồng nghiệp mới, Khương Tuệ Di, trước mắt chủ yếu phụ trách tài vụ phương diện làm việc. Lôi Hạo không đi để ý nhiều, trước cho Khương Tuệ Di tới một chính thức giới thiệu. Lâm Lệ Nhị cùng Triệu Lực Thần đã sớm biết hạng Mục Tổ muốn tuyển người mới cũng biết Khương Tuệ Di là lôi hạo đồng học, thế là rất cho mặt mũi vỗ tay, tâm tư lại hoàn toàn đặt ở tiếp xuống an bài công việc phía trên. Bên trên một giai đoạn đường trắng không năm kỳ hạn giao hàng hiệp ước để cho lôi đình một số thu hoạch được tiếp cận 1.150 vạn, cũng chính là 38. 333% năm tỷ lệ lợi ích. Căn cứ hợp đồng, tích lợi thù lao là từ năm tỷ lệ lợi ích vượt qua 20% bắt đầu tính, như vậy lợi nhuận bên trong có thể dùng để thu lấy thù lao cơ số chính là 550 vạn. Lôi hạo bởi vì đã là người đầu tư lại là hạng mục quản lý, bắt được con số đương nhiên nhiều nhất, triệu lực thần cùng lâm lệ nhị nhưng cũng là kiếm lời lật. Doanh ý công ty hội thu lấy 550 vạn bên trong 5% cũng chính là 27. 5 vạn, sau đó cái này 27. 5 vạn phải giao cho lôi hạo phân phối, lại khấu trừ bộ môn thường ngày chi tiêu sau khi, cuối cùng còn dư lại bộ phận sẽ thành trừ lôi hạo bên ngoài hạng mục tổ thành viên tiền thưởng, đại khái là 27 vạn. Năm cái thời gian làm việc, hai người phân 27 vạn, triệu lực thần cùng lâm lệ nhị hiện tại chính là lôi hạo phan cuồng, cái gì hàng lăng huy loại hình ngoạn ý sớm đã bị vứt hết sau đầu. Hơn nữa hạng mục tổ tiếp xuống lợi nhuận toàn bộ đều có ít lợi thù lao, lâm lệ nhị cùng triệu lực thần có thể nào không chờ mong. Nhìn thấy hạng mục tổ thành viên đều nhiệt tình tràn đầy, Lôi Hạo cũng là phi thường hài lòng, liền chuẩn bị khai triển dưới một giai đoạn làm việc lúc, Cừ Vũ Đình lại là đến đây bên này, hơn nữa còn mang theo một cái tóc hoa trăm tiểu lão đầu. Ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là đến từ tổng công ty Chu Quân Vân Chu lão sư, tại trong những ngày kế tiếp. Cùng đại gia gật đầu bắt chuyện qua về sau, Cừ Vũ Đình liền bắt đầu giới thiệu nàng người mang tới. Chỉ bất quá đồng dạng là giới thiệu người mới, Cừ Vũ Đình cùng Lôi Hạo đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Khương Tuệ Di là lôi hạo đồng học, đại gia có thể tiếp nhận, lão nhân này là từ đâu xuất hiện. Đến hái quả đào đoạt tiền thưởng sao? Đại gia sắc mặt là lạ. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Chuyên nghiệp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bây giờ lôi đình nhất hào tập hợp kế hoạch xác thực thiếu người nhưng chỉ có thế từ lôi hạo đến trưởng không quyền nhân sự lợi không chỉ là bởi vì hợp đồng quy định cũng bởi vì bộ môn ích lợi tất cả đều là lôi hạo mang tới những người còn lại nghĩ đem bàn tay tiến đến đầu tiên là phải xem lôi hạo phản ứng Cựu tổng có ý tứ là chu tiên sinh muốn tới chúng ta hạng mục tổ làm việc cảm nhận được lâm lệ nhị cùng triệu lực thần đưa ánh mắt chuyển hướng hắn lôi hạo lại không cảm thấy cừu vũ đình là một thấy không rõ tình thế trẻ đần độn chỉ có giọng mang hai ý nghĩa mà mở miệng hỏi đúng vậy chu lão sư chỉ là đến hiệp trợ các ngươi tên chữ vẫn là treo ở tổng công ty không tính là hạng mục tổ nhân viên cừu vũ đình cười cười nàng vốn còn muốn cho lôi hạo đào một hố nhỏ để mà trêu chọc không nghĩ tới thế mà bị nhìn xuyên đành phải đem chân tướng sự tình nói ra chu quân vân còn thật không phải đến hái quả đào mà là tổng công ty nhìn thấy Lôi Đình Nhất Hạo có tranh thủ 4 tháng tập hợp tài sản quản lý kế hoạch tỷ lệ lợi ích vô địch hy vọng, sở dĩ phái người tới trợ giúp, mục đích rất đơn giản, doanh ý chứng khoán cần minh tinh hạng mục. Nguyên lai like là dạng này. Lôi Hạo trầm mặt xuống tự hỏi. Lôi Đình Nhất hào tập hợp kế hoạch hiện tại có thao bàn thủ, tin tức thu thập viên cùng tài vụ nhân viên lại thêm Lôi Hạo, không hề nghi ngờ là đem khung xương đều chống đỡ lên nhưng nó cũng không phải không nhược điểm thiếu khuyết tư thâm chuyên nghiệp nhân tài chính là một không vòng qua được đi khảm nguyên bản có trâu nham vinh tại người này mặc dù phẩm hạnh không hề tốt đẹp gì nhưng tin tức phân tích cùng tra lậu bổ khuyết lại là một tay hảo thủ bất quá bị lôi hạo đá ra hiện nay tới một chu quân vân lôi hạo là đã lo lắng lại hoan nghênh chu quân vân đúng là hạng mục cần thiết bổ sung nhưng là sẽ cho lôi hạo mang đến rất lớn áp lực được để cho chúng ta hoan nghênh Chu Tiên Sinh đến. Lôi hạo chỉ là do dự mấy giây, liền lập tức đối với Chu Quân Vân biểu thị ra hoan nghênh. Ba ba ba. Có lôi hạo cho phép, lâm lệ nhị ba người mới vỗ tay, loại tình huống này cũng hướng Chu Quân Vân tuyên cáo một sự kiện, cái kia chính là nơi đây vì là lôi hạo địa bàn. Tốt rồi, Chu Lão Sư là công ty nguyên lão, bây giờ là tài sản quản lý bộ trấn bộ chi bảo, hy vọng trong thời gian kế tiếp đại gia có thể từ chu lão sư thân bên trên học đến thứ gì. Cư Vũ Đình sơ lược nói xong, liền đưa tay ra hiệu chu Quân Vân phát biểu. chu Quân Vân 51 tuổi, người đang ngồi cơ hồ đều sau so con gái của hắn còn nhỏ, bản thân hắn là tài chính thạc sĩ, còn là Trung Quốc nhóm đầu tiên chứng khoán hành nghề người, lấy tư lịch của hắn cùng nhân mạch, đến lôi định nhất hào làm việc, nhưng thật ra là chịu thiệt. Bất quá doanh ý chứng khoán năm gần đây tình huống không thật là tốt. Bốn tháng tập hợp tài sản quản lý kế hoạch càng là tại trên tổng thể xuất hiện không nhỏ hao tổn, trợ giúp công ty đẩy cái minh tinh nhãn hiệu đi ra để mà vượt qua cửa ải khó khăn, Chu quân vân nghĩa bất dung từ. Mọi người tốt, khoảng cách tập hợp đấu giá bắt đầu còn có gần 40 phút đồng hồ, ta nói ngắn gọn, đầu tiên ta không tham dự bộ môn tiền thưởng chia hoa hồng, thứ nhì trong vòng một tháng sau đó, ta sẽ làm tốt công việc phụ trợ, cuối cùng ta có thể từ khen một câu, chỉ cần là tài chính nghiệp. Vô luận cái nào lĩnh vực, ta cơ hồ đều tiếp xúc qua, sở dĩ Lôi quản lý có vấn đề gì đều có thể cùng ta nghiên cứu thảo luận một lần. Chu Quân Vân nói hết lời, liền đem ánh mắt chuyển tới Lôi Hạo trên người, trong lòng có tràn đầy hiếu kỳ. Chu tiên sinh kể xong. Cựu tổng còn có gì cần bổ sung sao? Lôi Hạo hỏi thăm xong, được hai người trả lời khẳng định về sau, liền đè xuống trong lòng có chút tâm thần bất định, tiếp tục hội nghị nội dung, nói: hôm nay bắt đầu, chúng ta đem tài chính chuyển dời đến thị trường chứng khoán, đối với tương hòa tử nghiệp tiến hành kiến thương. Lôi hạo nói xong, dùng khóe mắt liếc qua nhìn xuống Chu Quân Vân, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì lên tiếng ý nghĩa, lại nói. Tại không nháo ra động tỉnh lớn tình huống dưới, triệu lực thần nắm chắc được bao nhiêu phần chất đầy thương vị. Tăng thêm đầu tư bỏ vốn gấp đôi tài chính, ngươi lại cần cần bao nhiêu thời gian. Cái này triệu lực thần mồ hôi đều xuống, từ lần trước kỳ hạn giao hàng thao tác bên trong, hắn liền hoài nghi lôi hạo là một đầy kho cùng mà, không nghĩ tới cái này thật đúng là là hiện thực, trong lòng không khỏi lại là kích động lại là khẩn trương. Đầy kho A, à, lần nào đến đều cực hạn thao tác, triệu lực thần xem như thao bàn thủ có thể nào không áp lực núi lớn. Tương hòa tử nghiệp thị trị là 200 ức khoảng chừng. 100% lưu thông cổ, gần một tháng bình quân lượng giao dịch đại khái vì là ba ức. Triệu lực thần căn cứ nắm giữ tư liệu, đánh giá một con số, mở miệng nói. Nếu như cho ta 8.300 vạn tài chính, tại không làm ra động tỉnh dưới tình huống, ta ít nhất một tuần lễ, nhất nhiều thời gian một tháng có thể kiến thương hoàn tất, cụ thể muốn xem nó giá thị trường. Quá chậm. Lôi hạo mở miệng nói, nói xong cũng nhìn thấy triệu lực thần mồ hôi đều chảy ra, hắn mới tiếp tục hỏi. Buông tay ra đâu? Vậy phải xem quản lý yêu cầu của ngươi, hạn chế nhiều, kiến thương tốc độ khẳng định tương ứng giảm bớt, hạn chế thiếu, đó là đương nhiên cũng nhanh. Triệu lực thần mặt có chút đỏ lên, nhưng kỳ thật lôi hào hỏi được tương đối không tiêu chuẩn, những vấn đề này cơ hồ là trong nghề công khai, thao bàn thủ căn bản không cần trả lời cái này chút, bọn họ chỉ phụ trách thao tác. Lôi hào đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Quân Vân, hắn mặt ngoài hỏi là triệu lực thần, lại là tại biểu đạt xem trọng đồng thời nghĩ ngắn hạn hoàn thành kiến thương ý nghĩ, sau đó để cho Chu Quân Vân đưa ra một chút đề nghị. Ta nói vài lời đi, trước mắt trong nước rượu đế trong tập đoàn, thị trị cao nhất là đương nhiên chúng ta quốc rượu, hắn có vượt qua 3.000 ức thị trị, tam hùng bên trong còn lại hai cái cũng có trăm tỷ thị trị, bọn họ trực tiếp cướp đoạt toàn bộ ngành nghề vượt qua một nửa lợi nhuận, còn lại vô số xí nghiệp liền dựa vào một nửa kia nuôi sống. Chu Quân Vân thuận miệng đã nói toàn bộ ngành nghề, sau đó cắt vào tương hòa tử nghiệp, nói Hãy nói một chút tương hòa tử nghiệp, nó thị trị 200 ức khoảng chừng, làm việc bên trong thuộc về đại tập đoàn, nhưng có cái rất vấn đề trọng yếu, nó thu chi nhiều lắm là chính là cân bằng, thật nhiều năm từ chưa xuất hiện qua kết xù lợi nhuận, ngược lại thường xuyên hao tổn. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, tương hòa tử nghiệp hao tổn nguyên nhân là chi tiêu quá lớn, nó có được không thua bởi tam cự đầu phần cứng, sở dĩ chi tiêu to lớn, nhưng nó lại không cầm giữ có tương ứng thị trường cùng lợi nhuận sở dĩ lợi nhuận theo không kịp quy mô. Còn có một điểm rất trọng yếu, mọi người đều biết Trung Quốc chúng ta rượu đế tuyệt đại bộ phận là dùng lương thực làm tài liệu, dùng là trạng thái cố định pháp lên men, rượu Tây là phần lớn lấy bồ đào các loại hoa quả dùng thể lỏng lên men, cả hai cảm giác khác nhau rất lớn. Tương hòa tử nghiệp bị trong nghệ xưng là kháng dương tiên phong, nó có rất nhiều dùng thể lỏng lên men rượu trái cây, không gần như chỉ ở thị trường quốc nội đối kháng rượu Tây xâm lớn còn đem mở ra thị trường quốc tế xem như nhiệm vụ chủ yếu, suốt cả ngày liền nghĩ muốn đi kháng đẹp diệt Âu, chính sách mặt đối với nó cũng là có càng lớn nhiên. Sở dĩ tương hòa tử nghiệp trước kia mấy lần phóng đại, đại bộ phận đều có hai cái phương diện nhân tố, chính sách mặt cùng thị trường quốc tế. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, lôi hạo chỉ là một ánh mắt đi qua, liền từ chu quân vân bên này chiếm được cặn kẻ giải đáp, đủ loại tư liệu phản phất liền khắc tại bộ não của đối phương bên trong, trọng yếu nhất là chu quân vân nói trúng rồi một cái điểm dương nước ta uy tương hòa tử nghiệp cái này sống lớn trướng ta cho một trăm cái khen đây là lôi hạo hôm qua tại đồng sự nhóm lấy được tin tức tại ngày 4 tháng 6 số ban đêm 10 điểm 16 phân nhận được 4 tháng 13 số tin tức chu quân vân câu nói sau cùng liền ẩn ẩn đánh trúng cái giờ này lôi hạo không thể không viết cái chữ phục bất quá những lời này cũng kiên định hơn hắn kiến thương lòng tin chỉ bất quá, đến rồi chu quân vân nhân tại như vậy lôi hạo lo lắng tại trong những ngày kế tiếp hắn nhược điểm hội lộ rõ đại phương hướng hắn có thể bách phát bách trúng tiểu trên phương hướng mặt có thể muốn bị chu quân vân bạo đến không còn sót lại một chút cặn cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương converter ký hiệu nguy hiểm sinh học trinh en xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Thái Hòa mặc Cả Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chỉ có đồ đần mới có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, lôi hạo không phải người ngu, ném chút ít mặt mũi, lại có thể từ bên trong học tập được rất nhiều đồ vật, cái này mua bán hắn tuyệt đối không thua thiệt. Hạng mục cho tới bây giờ có 4.150 vạn tài chính, tăng thêm đầu tư bỏ vốn gấp đôi, chúng ta có thể thiết lập to lớn nhất thương vị là 8.300 vạn, nếu như muốn ở trong ngắn hạn mua vào tương hòa tử nghiệp cổ phiếu, Chu Tiên Sinh có đề nghị gì? Lôi hạo rất chờ mong nhìn xem Chu Quân Vân. Chỉ là tương hòa tử nghiệp sao? Chu Quân Vân hỏi thăm, được lôi hạo trả lời khẳng định về sau, mới tiếp tục nói có hai cái con đường, một cái trực tiếp thị trường chứng khoán hút trù, một cái là tìm kiếm đại tông giao dịch. Đại tông giao dịch, A à, cổ là chỉ đơn khoản buôn bán trình báo số lượng không thua kém 30 vạn cổ, hoặc là đơn bút giao dịch kim ngạch không thua kém 200 vạn nguyên, nếu như ngươi treo là loại này đại đan. Như vậy ngầm thừa nhận nơi giao dịch có thể trực tiếp đem đơn của ngươi cầm lấy đi đại tông giao dịch xứng đôi rơi. Hơn nữa A à, cổ bên trong, đại tông giao dịch cùng phổ thông giao dịch còn có chỗ bất đồng, phổ thông giao dịch là tại hạ buổi trưa 3 điểm kết thúc, đại tông giao dịch chậm nhất 5 điểm mới kết thúc, tại 3 giờ rưỡi trước đó xác nhận thành giao là ngày đó thanh toán giao thu, bốn có một chút 5 điểm xác nhận thành giao lại ở lần một phát dễ ngày thanh toán giao thu. Cả hai phía trước khác biệt ngay tại ở ngày đó thanh toán giao thu cổ phiếu có thể lần hai ngày giao dịch, lần một ngày tự nhiên muốn qua một ngày nữa mới được, sau đó đại tông giao dịch còn có các loại hạn chế, so như ý đồ trình báo, thành giao trình báo giá cố định trình báo các loại đều ở đủ loại đoạn thời gian có riêng mình quy định. Lôi hạo đương nhiên muốn quá lớn tông giao dịch, nhưng là lấy tương hòa tử nghiệp gần đây giá thị trường, dù cho có người ném tờ đơn đi ra, đại khái cũng sẽ là hơn giá bán ra, hơn giá quá nhiều, còn không bằng trực tiếp tại giá cổ phiếu mặt hút trù. Lão Triệu đến lúc đó cũng nhìn chầm chầm đại tông khu vực giao dịch, Chu tiên sinh phụ trách mặt cả như thế nào. Lôi hạo vẫn là cho Chu quân vân một bộ mặt, hơn nữa thuận thế liền để Chu Quân Vân đi hợp tác với Triệu Lực Thần, cái này có thể để cho hút trụ động tác trở nên càng thêm thuận lợi. Được. Chu Quân Vân đơn giản hồi đáp. Lôi Hạo hài lòng phản ứng của đối phương, cảm thấy Chu Quân Vân so trong nham vinh đáng tin cậy rất nhiều, lại cho Lâm Lệ Nhị cùng Khương Tuệ Di phân phó sự tình, sau đó liền cùng Triệu Lực Thần nghiên cứu thảo luận lên hút trụ sự tình. Buổi sáng 9 điểm 15, tập hợp đấu giá bắt đầu, Lâm Lệ Nhị cùng Khương Tuệ Di đều có các một tay, lôi hạo cùng triệu lực thần, Chu Quân Vân tại thao bàn khu làm việc, bắt đầu rồi hút trù làm việc. Tương Hòa Tử Nghiệp hiện tại hôm qua báo cáo cuối ngày giá vì là 18. 48 nguyên, gần đoạn thời gian mặc dù thị trường chứng khoán chỉnh thể không được tốt lắm, nhưng nó giá thị trường lại rất không tệ, cái này khiến nó giá cổ phiếu tổng thể là chấn động hướng lên trên, mấy ngày liên tiếp đều hơi có tăng nhẹ hôm nay tương hòa tử nghiệp còn là mở giá cả sau Tết, từ đệ nhất mở riêng bắt đầu giá tiền của nó liền không có ngã xuyên qua 18. 48, vẫn luôn tại 18. 50 trở lên mù hòa với, đúng vậy, nó chính là mù lăn lộn, căn bản không có gì lớn đơn thành giao, thoạt nhìn hôm nay lượng giao dịch khả năng rất lớn lại là hơi có héo rút. Có lại lượng nhỏ trướng, triệu lực thần trên mặt rất nhanh liền toát ra mồ hôi, hắn vô cùng rõ ràng cái này cũng không phải cái gì hút trụ tốt thế cục. Không có việc gì, một phần trăm tốc độ tăng bên trong, đều có thể thu nạp tới, chờ đợi xem đại tông giao dịch bên kia có người hay không đưa ra mục đích. Lôi hạo hơi không hài lòng cái này giá thị trường, cấp tốc hạ kéo cao giá cổ phiếu hút trụ quyết định. Theo triệu lực thần treo lên 18. 66 nguyên mua bàn tờ đơn, kiến thương tốc độ liền thêm nhanh hơn một chút rất nhiều cảm thấy cái giá này vị có thể xuất hàng người bán đều rối rít ngủ tạm, mãi cho đến 9 điểm 25 phân, lôi hạo lại phát hiện cái này 10 phút đồng hồ bên trong cũng mới mua đến 150 vạn khoản chừng cổ phiếu, hắn rất không hài lòng. Từ đầu kia chưa đến trong tin tức, lôi hạo biết rõ tương hòa tử nghiệp có một làn sóng phóng đại, hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng là một ngày kia bắt đầu dâng lên, nhưng hôm nay là bảy số thứ năm, ngày mai là thứ sáu tám số Tết Thanh Minh ngày nghỉ cho nên nói lôi hạo tốt nhất vào hôm nay hoàn thành kiến thương, dầu gì cũng nhất định phải hoàn thành phần lớn giao dịch. Nếu như bảy số không cách nào hoàn thành kiến thương, các loại tám số, chín số, mười số ba ngày nghỉ ngơi đi qua, tương hòa tử nghiệp giá thị trường khả năng rất lớn sẽ xuất hiện biến hóa, trong lúc đó nếu quả thật ra lợi tốt rồi, mười một số bắt đầu phiên giao dịch khẳng định phải có lần đầu tiên dâng lên. Lôi hạo không nghĩ bỏ lỡ rơi 11 số bắt đầu phiên giao dịch tốc độ tăng, sở dĩ hắn đề cao một phần trăm giá vốn tiến hành hút trù, dựa theo 10 phút đồng hồ thì có mua vào 150 vạn thẻ đánh bạc tốc độ đến tính toán. Hôm nay chỉnh cái giao dịch ngày càng lớn khái có thể thu nạp 3.600 vạn thẻ đánh bạc. Quản lý cà phê của ngươi, còn có mới tư liệu. Lâm lệ nhị in mới tư liệu, thuận tiện cũng cho lôi hạo bưng tới cà phê, về phần chu quân vân cùng triệu lực thần. Uống chậm một chút cũng sẽ không chết khác. Tạ ơn. Lôi hạo tiếp nhận cà phê, tiếp nhận tư liệu đồng thời, ra hiệu lâm lệ nhị đem một phần khác tư liệu đưa cho cho Chu Quân Vân. Đây là liên quan tới tương hòa tử nghiệp mới nhất phân tích, Chu Quân Vân tại lúc họp liền nhìn rồi tiền kỳ phân tích báo cáo, lại thêm cái này một phần mới nhất tài liệu và vốn có ấn tượng, hắn lập tức đối với tương hòa tử nghiệp giá thị trường thì có nhất định lý giải. Lôi quản lý, 9 giờ rưỡi sắp tới, Đại Tông Giao Dịch liền muốn bắt đầu tiếp nhận mục đích trình báo, Chúng ta phải đề giao sao? Lấy giá bao nhiêu vị? Chu Quân Vân mở miệng hỏi, nơi giao dịch Đại Tông giao dịch mục đích trình báo cùng bình thường bắt đầu phiên giao dịch thời gian một dạng cũng là 9 giờ rưỡi, tập hợp đấu giá lúc là không thể đưa ra thân báo. Dùng đầu tư bỏ vốn hạn mức, đi bận tâm hướng trình báo, 200 vạn cổ, hơn giá một phần trăm. Lôi hạo uống vào cà phê, đối với Chu Quân Vân phân phó nói. Đoạn thời gian trước lôi hạo dùng Mã Nguyên Sơn cùng Lưu Hưng Đông Tài khoản lúc đầu tư bỏ vốn dung khoán còn nhất định phải sử dụng chất áp hiện tại hạng mục thành lập sau khi hắn cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc bộ môn tài sản giá trị thực chính là ngày kế tiếp đầu tư bỏ vốn dung khoán hạng mức, nhưng lại dễ dàng rất nhiều. Hơn giá 1% sau khi tương hòa tử nghiệp mỗi giá cổ phiếu nghiên cứu chính là 18. 66 nguyên, 200 vạn cổ chính là 3.732 vạn đây là không tính phí thủ tục lúc giá cả, lại thêm giao dịch phí thủ tục cùng đầu tư bỏ vốn lãi suất, con số sẽ còn hơi tăng lớn hơn một chút, nhưng khoảng cách 4.150 vạn đầu tư bỏ vốn dung khoáng hạn mức còn có một bước nhỏ. Chu Quân Vân kiến thức rộng rãi, hắn cũng trải qua dạng này hút chuẩn bị phát. Nhưng hắn không quá tin tưởng tương hòa tử nghiệp giá cổ phiếu hội trong khoảng thời gian ngắn có đại sự tình, như vậy thu nạp vào đến thẻ đánh bạc làm sao lợi nhuận. Nếu như lợi nhuận không nhiều, vậy làm sao rõ ràng thương? Ném quá nhiều, nhưng là sẽ đối với giá cổ phiếu tạo thành ảnh hưởng. Nhẹ nhàng liền một phần trăm không, đây chính là gần 40 vạn. Chu Quân Vân ở trong lòng thở dài, nhưng là không phản bác lôi hạo quyết định, dựa theo phân phó tại bắt đầu phiên giao dịch lúc liền trình báo mục đích. Lôi hạo trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lo lắng Chu Quân Vân sẽ nhảy ra chất vấn, cái kia giải thích sẽ rất phiền phức rất có thể sẽ còn bị đối phương dùng kiến thức chuyên nghiệp dạy làm người, còn tốt đối phương tố chất cao, biết rõ lúc này nhất định phải nghe chỉ huy. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh thì đến buổi chiều 13 điểm 30 phân, buổi chiều đều khai bàn nửa giờ, triệu lực thần bên này mới hấp thu 2.000 vạn không tới cổ phiếu, chu quân vân thần báo lên mục đích cũng đã trải qua hai lần mặc cả nói chuyện, nhưng đối phương chào giá quá cao, không thể thành giao. Tương hòa tử nghiệp giá cổ phiếu một mực tại 18. 66 phía dưới chấn động, triệu lực thần mặc dù năng lượng cao nhất lấy 18. 66 giá cả hút trù, nhưng hắn tin giống như khỉ tự như, tốt lắm đem giá vốn ép ở cái này giới vị phía dưới. Lôi hạo lần thứ nhất kinh lịch thị trường chứng khoán khô khan một mặt, mấy giờ cũng là như vậy cơ giới hóa thao tác, vì để tránh cho bỏ lỡ giá thị trường, hắn lại không thể không nhìn chầm chầm màn ảnh máy vi tính, thực sự là đầy đủ hiểu trong nghề mắt cận thị nhiều như vậy nguyên nhân lôi quản lý, có động tĩnh, thái hòa chứng khoán dương thành dương sơn khu phòng kinh doanh khởi sướng mặt cả. Đột nhiên, chu quân vân phát ra thông tri. Lôi hạo lập tức nâng lên tinh thần đến, nhưng liền giữa sát na này hắn đột nhiên ký lên, thái hòa chứng khoán dương sơn khu phòng kinh doanh. Đây không phải là hắn trước kia chỗ làm việc sao? Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Ngồi đợi lấy tiền. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhân sinh thực sự là kỳ diệu, đoạn thời gian trước lôi hạo hay là cái từ thái hòa chứng khoán từ chức hộ khách quản lý, cái kia lạnh lùng phòng kinh doanh căn bản không ai quan tâm hắn, nhưng bây giờ lôi hạo lại là đã phát triển đến có thể cùng đối phương tiến hành đại tông giao dịch mặt cả. Thái hòa sao? bọn họ Dương Sơn khu phòng kinh doanh có những nghiệp vụ này sao? Bất quá. Cái này thì tốt hơn. Lôi hạo mỉm cười thầm nghĩ, hắn lần này có thể phải thật tốt hố một cái đối phương mới được. Lôi quản lý, đối phương yêu cầu 3% hơn giá. Chu Quân Vân mở miệng nói. Để bọn hắn lăn, 3% không cần đến tiền đại tông giao dịch. Lôi hạo thuận miệng trả lời, sau đó cứ nhìn Chu Quân Vân cùng đối phương thảo luận từ số lượng đến giá cả thái hòa người bên kia nói rất kiên nhẫn bọn họ tự hồ là cảm thấy hơn giá bán đi có thể có lợi mà chu quân vân cũng dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng đối phương chu toàn lôi hạo là không ngừng làm ra quyết định song phương cứ như vậy nói nửa giờ cuối cùng bên kia vẫn kiên trì muốn hai năm phần trăm hơn giá hơn nữa còn cần đề cao tổng lượng mới có thể hưởng thụ cái giá tiền này lôi hạo lập tức khịt mũi coi thường lão triệu đình chỉ hút trù Lôi hạo đối với triệu lực thần phân phó xong, đối với Chu quân vân mở miệng nói. Chu tiên sinh, không ngoài dự liệu, tương hòa tử nghiệp giá cổ phiếu hội hơi ngã xuống, ngươi liền nói cho Thái Hòa bên kia, chúng ta tại thị trường bên trên hút trù, dùng một phần trăm hơn giá rất nhanh liền có thể xây xong thương vị. Biết rồi, ta sẽ nhường bọn họ đáp ứng một phần trăm hơn giá thu mua. Chu quân vân vừa cười vừa nói, lại tiếp tục hôm nay buồn tẻ thao tác, hắn bộ xương già này có thể chịu không được giá cổ phiếu ngã, 18. 60, 18. 55, 18. 50, có người ở chèo chống giá tiền của nó, 18. 50, còn là 18. 50, ngã không đi xuống, tờ đơn không nhiều, muốn dung khoáng quét sạch sẽ nó sao? Triệu lực thần miệng ngứa một chút, thuần miệng liền báo bàn. Nhất định là thái hòa những tên kia, đừng để ý tới bọn hắn. Lôi hạo trả lời xong, con mắt chăm chú nhìn đang cùng Thái Hòa tiến hành câu thông chu quân vân bên này. 14 điểm 30 phân, Thái Hòa bên kia cuối cùng là thấy rõ tình huống, không khăng khăng nữa gắn bó 18. 50 giá cổ phiếu, hơn nữa cũng đối chu quân vân lại lỏng cửa, biểu thị có thể chỉ hơn giá 2% tiến hành giao dịch. Chu Quân Vân đối với cái giá tiền này đương nhiên không hài lòng, hắn biết rõ Lôi Hạo có ý tứ là đầy kho, khấu trừ ra triệu lực thần hút trù dùng hết 2.000 vạn, lôi đình nhất hào còn có thể mua vào 6.300 vạn cổ phiếu, thêm ra 1%, cái kia chính là 63 vạn, con số này đều có thể tại một ít thành thị mua một tốt một chút ba căn phòng. Lôi hào ngược lại có chút muốn cùng đối phương tiến hành giao dịch, hắn biết rõ tương hòa tử nghiệp phía sau tốc độ tăng tuyệt đối không chỉ 2%, không đúng, là vượt xa xa 2%. Lúc đầu nếu như không có thái hòa, hai lần trước hai. 5% hơn giá, lôi hạo đều quyết định tại báo cáo cuối ngày trước ăn, Thái Hòa mới chịu 2%, còn có thể cung cấp nhiều nhất 7.000 vạn giá trị cổ phiếu, đây tuyệt đối là không thể bỏ qua A. À. Nhưng bây giờ cách báo cáo cuối ngày còn có nửa giờ, thành giao trình báo càng là có thể ở 5 điểm mới đưa ra, lôi hạo căn bản không vội. Bây giờ cấp bách ngược lại hẳn là Thái Hòa chứng khoán, đây nếu là nửa đường dết ra cái trình giảo kim đem 1% hơn giá giao dịch ăn, bọn họ có thể sẽ lỡ mất cơ hội. Chu tiên sinh, cùng bọn hắn nói, đánh bại bao nhiêu liền hàng bao nhiêu. Lôi hạo khẩn trương nói ra. Chu quân vân cũng là rất có đạo đức nghề nghiệp, giơ ngón tay cái lên biểu thị tự mình biết, sau đó phát đại chiêu, trực tiếp cùng đối phương biểu lộ thân phận, thái hòa người nhất thời cũng có chút im lặng. Cùng một cái từ Trung Quốc chứng khoán nghiệp bắt đầu phát triển liền nhập hành lão tinh anh đồ nghịch thủ đoạn, thái hòa người không cảm thấy có thể thành công, rất nhiều chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng trực tiếp bị ném bỏ sử dụng, bọn họ đột nhiên trầm mặt xuống. Bọn họ khẳng định đang thảo luận, chúng ta đợi các loại liền tốt. Chu Quân Vân mở miệng nói, đám này tiểu hỗn đảng, còn muốn cho ta gài bẫy, lão tử năm đó nhập hành thời điểm, bọn họ còn chưa ra đời đâu. Đó là, Chu tiên sinh ngài tại một chuyến này tuyệt đối là cái này. Lôi Hạo giơ ngón tay cái lên, lộ ra nịnh nọc nụ cười cho Chu Quân Vân đưa thuốc lá. Thôi đi lôi quản lý, ngươi là có cái gì muốn ta giúp một tay sao? Chu Quân Vân cùng lôi hạo tiếp xúc cả ngày, lúc nào có cái này đãi ngộ. Lập tức liền đoán được một ít chuyện. Liền biết không thể gạt được Chu Tiên sinh ngài, là như vậy, Thái Hòa không phải có 7.000 vạn thẻ đánh bạc sao? Ta bên này tài chính không đủ, ngài xem có thể hay không cùng tổng công ty nói một câu, cho chúng ta tài khoản đề điểm đầu tư bỏ vốn dung khoán hạn mức ta đây cũng không phải là không trả nổi a, à. lôi hạo đánh chính là cái này chủ ý, đầu tư bỏ vốn kỳ thật chính là vay tiền, cùng tán nhân hộ khách khác biệt, công ty chứng khoán vẫn đủ vui lòng cho vay cơ cấu tổ chức, nếu như là kỳ hạ hạng một tổ, vậy cũng tuyệt đối có nghiêng. Doanh ý chứng khoán mặc dù kích thước không lớn, nhưng cho lôi định nhất hạo nói lại đầu tư bỏ vốn dung khoán hạng mức còn là không có vấn đề, chỉ bất quá lôi hạo trước mắt còn không có mặt mũi này mà thôi. Lôi hạo không có, chu quân vân có A, à, lời hắn nói, tại doanh ý chứng khoán tuyệt đối có tác dụng, đừng nói là sách cái một hai ngàn vạn hạn mức, liền xem như một lượng ức, cái kia không thèm đến xỉ mặt mũi cũng là có thể làm được. Ngươi cứ như vậy xem trọng tương hòa tử nghiệp. chu quân vân có chút im lặng, hắn thật sự là nhìn không ra tương hòa tử nghiệp có cái gì phóng đại khả năng, đầu nhập gần ức tài chính đi kiến thương, này cũng muốn lên cổ đông xếp hạng bản. Không nói dối ngài, ta đây lúc ấy là từ thái hòa chứng khoán từ chức trời đi cho nên ngài hiểu lôi hạo đem sự tình bày đi ra trong phòng làm việc chúng người mới biết có cái này vừa ra lập tức vì chuyện này cảm thấy lòng đầy căm phẫn nhào nhào đưa ánh mắt tập trung tại chu quân vân trên người được 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 nhưng ta có thế sự tình nói rõ trước a à, việc này chỉ có thể làm một lần hơn nữa giai đoạn này thao tác về sau bọn họ sẽ đem hạn mức điều trở về Chu Quân Vân bất đắc dĩ nói. Kỳ thật Chu Quân Vân cũng là bán cá nhân tình lôi hạo, loại này không nửa điểm nguy hiểm sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Tại Chu Quân Vân khơi thông dưới, tổng công ty bên kia rất thẳng thắn, trực tiếp liền cho lôi hạo sách một nghìn vạn hạng mức. Lôi hạo lập tức sẽ biết cái gì gọi là trong triều có người tốt làm quan, đánh lên giữ Chu Quân Vân lại đến chủ ý. Nhưng vào lúc này, Thái Hòa chứng khoán bên kia thảo luận xong, cấp ra một cái sau cùng giới vị, bọn họ yêu cầu hơn giá một năm phần trăm thấp hơn cái giá này vị vậy cũng không cần nói thoạt nhìn thái hòa đối với tương hòa tử nghiệp cũng là có chút xem trọng a à, đám kia dưới mặt bàn động vật đến cùng đã biết tin tức gì đâu chu quân vân thầm nói thái hòa chứng khoán là trong nghề xếp hạng thứ nhất công ty chứng khoán tin tức của bọn hắn con đường cũng là số một số hai nhưng trong nghề người đối với thái hòa ấn tượng lại rất bình thường công ty này sử dụng dưới đài thủ đoạn là nhiều nhất, hơn nữa hố tán hộ, hố người đầu tư, hố đồng hành, hám lợi thái hòa có thể nói là ai cũng hố qua. Đáp ứng hắn, đều muốn. Lôi hạo cảm thấy lập tức lớn tiếng nói. Chuẩn bị kỹ càng tài chính, chúng ta trực tiếp đưa ra thành giao trình báo. Một năm phần trăm A à, chân đồng ý. Chu Quân Vân hỏi thăm, được lôi hạo trả lời khẳng định sau khi, hắn mặc dù trong lòng có chút dị nghị, nhưng vẫn là cùng đối phương thỏa đàm điều kiện, hướng nơi giao dịch để trình thành giao trình báo. Thái Hòa bên kia có cổ phiếu vì là 380 vạn cổ, mỗi cổ 18. 48 hôm qua báo cáo cuối ngày giá chính là 680 vạn hơn, hơn giá 1. 5% lại thêm phí thủ tục loại hình đồ vật, vừa vặn kém một chút chính là 7.000 vạn số giao dịch. Lôi hạo bên này khấu trừ ra triệu lực thần dùng hết 2.000 vạn, vốn là còn lại 6.300 vạn hạn mức, nhưng công ty lại phát 1.000 vạn hạn mức, như vậy hắn giải quyết cùng Thái Hòa giao dịch sau khi, lại còn còn lại 300 vạn có thể dùng. Lão Triệu hút trù, đem 300 vạn dùng xong, chúng ta hôm nay liền thu công việc. Căn cứ để đó cũng là để tâm tính, lôi hạo đối với triệu lực thần phân phó nói. Ở đây, lôi hạo vào hôm nay liền thu nạp giá trị gần 9.300 vạn tương hòa tử nghiệp cổ phiếu, giá vốn cuối cùng vì là 18. 734, làm kiến thương hoàn thành thời điểm, lôi hạo cười, những ngày tiếp theo hắn an vị các loại lấy tiền, thuận tiện nhìn nhìn lại thái hòa đến lúc biểu lộ, nhất định sẽ rất thú vị. Chu Quân Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn không ngăn cản lôi hạo đối với tương hòa tử nghiệp kiến thương nguyên nhân rất đơn giản, nếu như tương hòa tử nghiệp trướng, lôi hạo rõ ràng thương liền có thể đề cao bộ môn tỷ lệ lợi ích, nếu ngã, lôi hạo rất có thể sẽ cầm thương quan sát chỉ cần không tiến hành tài chính giao nhận cùng tài sản trên diện rộng bị giảm giá trị, đến lúc đó 38% tỷ lệ lợi ích cũng đủ lấy trở thành minh tinh hạng mục. Chu Quân Vân thật hài lòng chuyến này kết quả, nhưng hắn nhưng lại không biết, tại trong những ngày kế tiếp, lôi hạo hội lần lượt khảo nghiệm trái tim của hắn. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 49 Quảng cáo Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio 5 điểm, kiến thương đã hoàn thành, lôi hạo yêu cầu tư liệu văn bản tài liệu cũng tất cả đều đóng dấu đi ra, hạng mục tổ lập tức liền ở vào có thể tan tầm thu công trạng thái. Quản lý, ngày mai ngày nghỉ lại bắt đầu, nếu không chúng ta đêm nay làm cái liên hoan thế nào? Lâm lệ nhị trong mắt hàm chứa chờ mong. Đúng vậy a, à, quản lý, dùng hạng mục tổ kinh phí, ta có tiền ta hạng mục tổ đó là tương đối có tiền triệu lực thần cũng là ở bên cạnh la hét chỉ có khương tuệ di cùng chu quân vân không nói gì liền đứng ở nơi đó chờ lôi hạo làm quyết định đoạn thời gian trước bởi vì phải nhìn chằm chằm thị trường hàng hóa phái sinh hạng mục tổ mấy người cũng là mệt mỏi cực kỳ mặc dù ăn cơm là cùng một chỗ nhưng có thế hoàn toàn thả chơi cơ hội lại là không có lôi hạo vốn là dự định muốn đem bộ môn tụ hội bổ một chút liền muốn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Mà nói còn chưa nói, Lôi Hạo liền thấy đứng ở cửa trước tủ sắt, mới vừa cầm điện thoại di động Chu Quân Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó lớn tiếng hướng bên này nói ra. "Lôi quản lý, có cái tình huống." Chu Quân Vân cầm điện thoại di động đi tới, đem vừa lấy được tin tức biểu hiện ra cho Lôi Hạo nhìn, phía trên chỉ viết một đoạn văn. "Tương hòa tử nghiệp có đại động tác, lão Chu ngươi đau loạt mới văn bản tài liệu nhìn xem." đại động tác. Lôi hạo mắt sáng rực lên, hắn đã sớm biết tương hòa tử nghiệp sẽ có một làn sóng dâng lên, tự hồ còn có cái gì dương nước ta uy chi loại đánh giá, nhưng thật đúng là không thể thiết xác nhận rõ đạo đến cùng là chuyện gì. Vội vàng bật máy tính lên, từ tổng công ty bên kia kế tiếp mới tư liệu, dùng mật mã mở ra, vào mắt thấy để cho lôi hạo cả kinh cái cầm đều nhanh rơi. Tương hòa tử nghiệp cử hành rượu mới buổi trình diễn thời trang, biểu thị ít nhất đem đầu nhập năm ức tài chính tại toàn cầu tiến hành kinh doanh mở rộng, mới nhất hình quảng cáo vào khoảng đêm nay 18 giờ 50 phân thả vào các lớn TV cùng Internet bình đại, ngoài ra. Một cái tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, cái này không thể nói là lợi tốt hoặc lợi không, cụ thể muốn nhìn tiêu thụ tình huống có thể hay không đạt tới mong muốn, nếu như có thể, cái kia chính là lợi tốt, nếu như không thể, vậy rất có thể chính là lợi không nhưng là tương hòa tử nghiệp dạng này trực tiếp đầu nhập kết xù tài chính tiến hành quảng cáo doanh tiêu sự tình, trong nghề còn thật không nhiều gặp, phong hiểm quá lớn. Tương hòa tử nghiệp thị trị cũng liền 200 ức, một cái sản phẩm mới kinh doanh mở rộng liền muốn ít nhất hoa 5 ức, nếu như không có đạt tới hiệu quả dự trù, cổ phiếu tuyệt đối sẽ ngã rất thảm. Hơn nữa đây chính là tiền mặt, đây chính là danh xưng mạch sống tiền mặt, nếu như mắc xích tài chính bởi vậy đứt gãy, Toàn bộ tập đoàn có thể muốn lâm vào liên tục hao tổn trạng thái. Lôi quản lý, ngươi thấy thế nào? Chu Quân Vân hít một hơi thuốc lá, lo lắng nói: Nếu như chỉ là ở trong nước tiến hành kinh doanh mở rộng, năm ức tuyệt đối là đại thủ bút, nhưng đó là tại toàn cầu phạm vi, năm ức gánh vác cho toàn cầu, thật đúng là chưa chắc là bao nhiêu con số, bọn họ lá gan cũng quá lớn. Lôi Hạo gật gật đầu, đúng vậy, tương cùng lá gan quá lớn, tầm cũng quá lớn bọn họ đây là đã muốn cướp đoạt thị trường quốc nội, lại muốn khai phát nước ngoài thị trường, đầu nhập tài chính lại nửa vời, rốt cuộc là muốn làm gì? Phải biết, các quốc gia văn hóa cùng tập tục là bất đồng, quảng cáo nội dung tự nhiên cũng sẽ có khác nhau. Người ở Trung Quốc ban bố hình quảng cáo, cầm tới nước Anh, nước Mỹ đi phát ra, bọn họ có thể sẽ cảm thấy. Thứ đồ chơi gì? Sở dĩ vẹn vẹn là quay chụp hình quảng cáo, chính là một số lớn chi tiêu, sau đó là mua TV quảng cáo, trang web quảng cáo, còn có đập áp phích, còn được mua cột mốc đường quảng cáo loại hình đồ vật, theo thấp nhất 10 quốc gia để tính, mỗi quốc gia 5.000 vạn cũng là có thể chống đỡ lên một chút thanh thế, sau đó. Tất cả nhìn lượng tiêu thụ nói chuyện. Nếu ta không có chưa đến tin tức, khả năng đến bị sợ nằm xuống A. Lôi hạo yên lặng nghĩ đến, quay đầu đi xem Chu quân vân mấy người, đại gia quả nhiên cũng là một mặt lo lắng. Được rồi, được rồi, đây đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, hoặc là kiếm tiền rút lui, hoặc là thua thiệt điểm bản rời đi, tỉnh không ít thời gian đâu. Lôi hạo cười nói. Phải biết 9.300 vạn tài chính, mỗi ngày lợi tức đều không phải là con số nhỏ. Lôi hạo trấn định, cấp tốc ổn định Lâm Lệ Nhị, Khương Tuệ Di cùng triệu lực thần ba người, đặc biệt là Lâm Lệ Nhị cùng triệu lực thần, bọn họ thế nhưng là trải qua đường trắng kỳ hạn giao hàng giá thị trường, đối với lôi hạo lòng tin rất đủ, lập tức liền huyễn tưởng lên phóng đại sau bản thân ít lợi đến. Chu Quân Vân lại không lạc quan như vậy, hắn lo lắng nhiệm vụ của mình có thể sẽ thất bại, nếu như tương hòa tử nghiệp đến một làn sóng giảm lớn, dù cho lôi hạo không rõ thương giao nhận tài chính, công ty chẳng lẽ có ý tốt cầm lôi định nhất hào xem như minh tinh hạng mục. Nói ra đều sẽ bị người khác chê cười. Đi đi đi, chúng ta đi tìm cái địa phương ăn cơm, Thuận tiện nhìn xem tương hòa tử nghiệp hình quảng cáo. Lôi Hạo vui vẻ chào hỏi đại gia. Làm làm chủ tâm cốt, Lôi Hạo không có việc gì, đại gia trong lòng liền có bài bản, tối thiểu nhất đến quán rượu thời điểm cũng có thể bảo trì lại hảo tâm thái. Ăn cơm khách sạn là Lôi Hạo tuyển, lần trước mời Lôi Chấn Cường một trận, hắn cảm thấy quán rượu này hải sản thật không tệ, kết quả là lại tới một lần, trùng hợp là lần này tiếp đãi hắn phục vụ viên còn là lần trước cái kia nhìn thấy lôi hạo rõ ràng là đoàn người lãnh đạo, phục vụ viên cười đến ngọt hơn, trong bữa tiệc càng là lặng lẽ cho lôi hạo nhét số điện thoại, nhắm trúng lâm lệ nhị thiếu chút nữa thì đứng lên đuổi người. Cơm nước no nê, thời gian rất nhanh liền tiếp cận 18 giờ 50 phân, thu thập sạch sẽ sau trên bàn cơm trưng bày triệu lực thần mang tới laptop, phía trên chính phát hình ban tổ chức quảng cáo. Đi ra, đi ra. 18 giờ 50 phân một đến màn hình cuối cùng xuất hiện tương hòa tử nghiệp hình quảng cáo, trong bao xương mọi người nhất thời giao trái tim nhất lên, lôi hạo cũng là có chút khẩn trương. Quảng cáo ngay từ đầu là một chỗ trước một phần có trung niên nhân dẫn theo một bình rượu tại hướng xuống khuynh đảo, đạo diễn là một tay hảo thủ, trực tiếp để cho rượu từ miệng bình rơi xuống mặt đất hình ảnh lộ ra lộng lẫy xa hoa, càng có một loại không nói ra được vị đạo. Cha, rượu mới làm được. Trung niên nhân bắt đầu nói chuyện, sau đó quảng cáo màn ảnh đổi một lần cắt vào đến một ông già tại cất rượu hình ảnh, thêm mỹ bối cảnh âm nhạc cũng vang lên theo. sau đó lại thì rất nhiều cùng loại phim tài liệu hình ảnh cũng là liên quan tới lão nhân cất rượu quá trình, trong lúc đó rất nhiều cũng là tại tương hòa tử nghiệp trong căn cứ. mười giây sau màn ảnh đổi lại, một cái chỉ lộ ra bóng lưng lão nhân bước lên tìm kiếm cất rượu tài liệu lộ trình, hắn cơ hội đi khắp ngàn ba mươi nghìn nước, còn kém nguồn nước, Nhà nơi này nước không tệ a à. tại chỗ sẽ ở đó mọi người đều biết lão nhân thợ nấu rượu thân phận đối với cái này nửa đoạn sau chỉ lộ ra bóng lưng lão nhân dân lên kính nể chi tâm nhìn thấy rượu mới sắp ủ thành cho dù là lôi hạo đều có loại tâm tình kích động quảng cáo này phiến vô luận là hình ảnh còn là phối âm cũng là có thể so với phim bom tấn chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này lấy cảnh địa phương cũng có thể hơi đoán ra nó chi phí không thấp ngay tại lôi hạo cùng tất cả mọi người cảm thấy sắp nên đón thắng lợi thời điểm lại đột nhiên nghĩ tới đầu phim ngôi mộ mới đó lập tức thì có dự cảm không tốt quả nhiên bối cảnh âm nhạc từ thê mỹ biến thành càng thê mỹ lão nhân một cước đạp hụt quẳng xuống núi đổ tại một chỗ suối nước bên cạnh sau đó hình ảnh tối sầm lại một thanh âm vang lên tổng giám đốc lão sư phát hiện chỗ kia suối nước hoàn toàn phù hợp hoàn mỹ nguồn nước chúng ta rượu mới có thể làm được Hình quảng cáo cuối cùng vẫn là quay lại ngôi mộ mới đó, hình ảnh đình chỉ tại rượu hướng xuống khuynh đảo lúc, rượu người trưởng thành đã qua đời, hiện ra quan rượu dùng đặc kỹ hiệu quả rung lên hình ảnh, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ: Xin lấy này phiến, cảm thấy an ủi chúng ta tổng thợ nấu rượu Trần Thụ Thanh lão tiên sinh. Tiếp theo là lời quảng cáo đi ra: Thiên đường phía trên, tương hòa tử nghiệp. Trong bao xương lập tức lâm vào trầm mặc, mọi người đều bị hình quảng cáo chấn động, không hề nghi ngờ cho tới bây giờ. Tương Hòa Tử Nghiệp quảng cáo đánh xinh đẹp. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Mời chào. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trách không được Tương Hòa Tử Nghiệp dám đầu nhập nhiều như vậy tài chính, bọn họ đây là 10 năm những một triệu A. Lôi hạo tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, từ hình quảng cáo trúng cái kia chút phim tài liệu đoạn, hắn rõ ràng thấy được mấy cái ngày, từ đó cũng có thể đoán ra một bộ phận sự tình. Mười năm trước, Tương Hòa tử nghiệp quả thực là thừa nhận kết xù chi tiêu, xây thành mấy cái cất rượu căn cứ, sau đó một thế hệ toàn thân tâm đầu nhập, chính là vì muốn ủ ra rượu ngon. Bọn họ cũng thật là biết nhẫn nại, nhìn được trong nghề tự hồ cũng quên mục tiêu của bọn hắn, nhìn được tốt đầu tư thêm người đều đối bọn hắn không lòng tin, Cuối cùng vừa vặn nhẫn đến Lôi Hạo ra trận, bọn họ thế mà chuẩn bị kỹ càng. Cái này là dạng gì vận khí tốt. Lôi Hạo cảm thấy những người khác ánh mắt có chút lạ quái, hắn cười khổ trong lòng, đổi vị trí suy tính một chút, nếu không phải là chưa đến tin tức, nếu như hắn là người đầu tư cũng không dám đem tiền quăng vào đi à? a. Ba 333. Ba ba. Lôi Hạo vỗ vỗ tay khiến người khác lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Tốt rồi, hiện tại đại gia nói cho ta biết các ngươi cảm thấy tương hòa tử nghiệp một lần này kinh doanh có thể thành công sao? Túi kia thành công a à? Triệu lực thần kích động nói. Ta đều mau nhìn khóc, quảng cáo này phiến đạo diễn lời hại a à? Cố sự cũng rất hấp dẫn người ta. Lâm lệ nhị nói. Hơn nữa cái kia bối cảnh âm nhạc hảo hảo nghe, ta phải đi lại làm làm chuông điện thoại di động. Ta cảm thấy bọn họ lời quảng cáo rất có ma tính, thiên đường phía trên, tương hòa tử nghiệp, rượu mới liền kêu thiên đường hệ liệt sao? Qua, wow, lôi quản lý chúng ta điểm mấy bình đến nếm thử a. À? Khương Tuệ Di là biết uống rượu nữ hán tử, chú ý có chút cùng người khác có chút không giống. Chu Quân Vân thì là giơ ngón tay cái lên nói. Nếu như nói mới vừa công bố tin tức lúc tương hòa tử nghiệp giá cổ phiếu lại ở chính phủ 30% phạm vi bên trong ba đồng, hiện tại truyền bá hình quảng cáo, cái kia phạm vi nên biến hóa đến vác 15% đến 935%. Chứng khoán nghiệp người nhìn đồ vật góc độ tự nhiên cùng người bình thường khác biệt, người khác nhìn thấy cái quảng cáo này phiến có lẽ chỉ có cảm thấy cảm động, Lôi Hạo bọn họ lại nhất định phải nhìn thấy phần này cảm động phía sau ẩn chứa giá trị, sau đó tính ra đại khái lượng biến đổi, điều chỉnh đầu tư. Lôi Hạo đối với cái quảng cáo này phiến rất tán thành, nhưng dương nước ta uy đâu? Chưa đến tin tức bên trong thế nhưng là có chữ này, tương hòa tử nghiệp tiếp xuống đến cùng sẽ còn ra chiêu gì? Lôi Hạo trầm mặt đang tự hỏi. Lôi quản lý suy nghĩ cái gì, không bằng nói nghe một chút. Giai đoạn này làm việc tiền cảnh không sai, Chu Quân Vân tâm tình cũng rất tốt, cũng đồng ý thêm ra một chút khí lực. Ta đang nghĩ, tương hòa tử nghiệp bước kế tiếp hội làm cái gì? Lôi Hạo mở miệng trả lời, nói cái quảng cáo này phiến ở nước ngoài phải chăng gây nên to lớn tiếng vọng còn là nói bọn họ muốn đổi hình quảng cáo lấy bọn họ bày cái này sạp hàng nằm ức đủ dùng không ta giúp ngươi hỏi một chút chu quân vân cười cười lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số sau đó liền cùng phía bên kia trò chuyện dết thì giờ trong rạp lập tức an tỉnh lại lôi hạo nghe chu quân vân lời nói Đoán ra đối phương chính đang đối thoại người hẳn là nhậm chức vu mổ cái công ty chứng khoán sở nghiên cứu, chức vị còn không thấp. Sở nghiên cứu cao tầng, tài chứng khoán nghiệp bên trong thuộc về rất nhân vật đặc biệt, bọn họ đối tượng nghiên cứu là phần lớn các loại chứng khoán, bình thường tiếp xúc cũng đều là trong nghề cao tầng, là lấy luận nguồn tin tức, sở nghiên cứu có thể có tên tuổi. Giống tương hòa tử nghiệp loại này ván đã đóng thuyền kinh doanh kế hoạch, sở nghiên cứu đồng dạng có thể biết phần lớn tình huống chờ lấy chu quân vân tắt điện thoại trong lúc đó lôi hạo trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu vì sao không giữ chu quân vân lại đến đâu cái này lão tiên sinh có thể nói là trong nước chứng khoán nghiệp cấp bốt người chơi chuyên nghiệp quá quan nhân mạch lại rộng xác thực là nhân tài hiếm có nếu như có thể đem chu quân vân giữ ở bên người lôi hạo nhược điểm liền có thể bị bổ sung hơn nữa chu quân vân hay là cái lão kim dung thạc sĩ lôi hào chỉ cần đem đối phương thứ ở trên thân học xong, không nói tung hoành thế giới, tối thiểu nhất ở trong nước là tuyệt đối đủ. Càng là nghĩ tiếp, lôi hào lại càng thấy đến cái chủ ý này không sai, tâm tình không khỏi có chút kích động cùng chờ mong. Giải quyết, tương hòa tử nghiệp rượu mới có chút khác biệt, rất nhiều người đều có tham dự vào phân bánh ngọt, sở dĩ bọn họ mặc dù là chỉ đầu nhập năm ức làm toàn cầu phạm vi kinh doanh, nhưng hưởng thụ nhân mạch tài nguyên lại là so thường ngày thêm ra không ít. Chu Quân Vân cúp điện thoại, nói: "Chờ một chút bản tin thời sự sẽ có bọn họ sản phẩm mới hình ảnh, nghe nói làm cho rất thần bí." Bản tin thời sự. Lôi Hạo hơi nghi hoặc một chút, rượu đế còn có thể bên trên tiết mục này. "Không biết, nghe nói là ban tổ chức bên kia truyền tới tin tức." Chu Quân Vân nói: "Bọn họ còn đem rượu mới cầm đi tham gia đủ loại tranh tài cùng bình xét, đến lúc đó ra chút thành tích, lại thổi một cái." lập tức liền thay hình đổi dạng biến thành thế giới danh tửu hội bán chạy rất nhiều nói như vậy lôi hạo đem tất cả tin tức liên hệ tới sự tình lập tức liền rõ ràng hắn dám khẳng định thiên đường hệ liệt rượu mới tuyệt đối không chỉ là thu hoạch được một chút thành tích nhưng là xuất hiện ở bản tin thời sự là tình huống như thế nào không nhìn ra có liên hệ gì a à? lôi hạo nhìn một chút trên bàn mạng ảnh máy vi tính sau đó lại dứt bỏ suy nghĩ đưa ánh mắt chuyển hướng chu quân vân cười hỏi chu tiên sinh tại tổng công ty phụ trách công việc gì trộn lẫn phần thu nhập mà thôi chu quân vân tự tiếu phi tiếu nhìn xem lôi hạo hắn những năm này bị chiêu mộ số lần rất nhiều bởi vậy vấn đề này cũng trả lời qua rất nhiều lần đã sớm có kinh nghiệm lôi hạo bị chu quân vân thấy vậy có chút xấu hổ nhưng nhớ tới tự thân tình huống hắn bằng thêm mấy phần tin tưởng mở miệng nói ta liền đi thẳng vào vấn đề Chu tiên sinh vì sao không tham dự đến cụ thể hạng mục vận doanh bên trong đến? Là lo lắng thu nhập không ổn định sao? Giống Chu quân vân loại người này, năm nhập trăm vạn tả hữu là chuyện khẳng định, lôi hạo kỳ quái là, lấy đối phương chuyên nghiệp năng lực cùng nhân mạch tài nguyên, tham dự vào hạng mục bên trong chẳng phải là có thể thu hoạch càng nhiều thu nhập, hắn cứ như vậy cam tâm đợi tại tổng công ty làm kính dân. 810, Chu quân vân rất bằng phẳng nói ra cái số này, lôi hạo dây hiểu. Trung Quốc chứng khoán nghiệp trong quá trình phát triển đã xảy ra rất nhiều chuyện, 810 sự kiện chính là một cái trong số đó, việc này sau khi thị trường chứng khoán trong vòng 2 tháng rưỡi giảm mức độ đạt tới 45%, một nhóm người lớn thu quần cũng làm rơi, hơn nữa những người này rất nhiều cũng là nhóm đầu tiên chứng khoán người làm. Lôi Hạo biết rõ cái này, 810 sự kiện cũng có thể đoán ra Chu Quân Vân lúc ấy cùng hiện tại tâm thái, hẳn là phá sản sau không hùng tâm tráng chí sau đó tại doanh ý chứng khoán một đám liền đến bây giờ, lại cũng không muốn đi thời gian dài phấn đấu tại tuyến đầu. Đây là một cái mới vừa chữa khỏi vết thương lão điểu, hắn liền muốn an an ổn ổn qua xuống dưới, không nguyện ý cũng không chờ mong có thể dương cánh bay cao. Chu tiên sinh sẽ ở đây bên cạnh ở bao lâu? Lôi hạo hỏi. Nếu như hạng mục thuận lợi, cái kia chính là toàn bộ 4 tháng, nếu như không thuận lợi, cái kia liền rời đi. Chu quân vân thật lòng nói ra nếu như thuận lợi hơn đâu. Lôi hạo tiếp tục hỏi. Tổng công ty có thể hay không nhường ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này? Thuận lợi hơn. Chu Quân Vân nhìn không được cười lên, hắn chỉ coi lôi hạo là bị liên tục hai lần thắng lợi làm choáng váng đầu óc, trêu chọc nói. Lôi quản lý cứ như vậy xem trọng ta lão gia hỏa này. Ta không cần phải nói, Chu tiên sinh cũng có thể biết hiện tại lôi định nhất hào nhược điểm, chúng ta bên này không có đáng tin tin tức phân tích nhân viên, Mấy cái tay mơ càng thì không cần đi nói cái gì nhân mạch, tin tức nơi phát ra chỉ có tổng công ty nguyện ý công bố cho chúng ta cái kia một chút, bất quá cái này với ta mà nói. Lôi Hạo tự tin ưỡn ngực, nói: "Cái này chút với ta mà nói đều không phải là sự tình. Ta coi trọng Chu tiên sinh là bởi vì ngươi có kinh nghiệm, chuyên nghiệp năng lực quá quan, nhân mạch tại nguyên ngược lại đặt ở vị cuối cùng, ta hy vọng là có thể từ trên người ngươi học được đồ vật, vì tương lai đánh tốt cơ sở." ha ha, lôi quản lý tâm thật lớn. Chu Quân Vân cười nói. Đều có thể điều động gần ức tiền bạc, ngươi còn chưa hài lòng a? À? Không đủ, ta hy vọng tương lai có thể nắm giữ là 10 ức, trăm ức tài chính, thậm chí đem những tiền này đơn vị đổi thành đô la. Lôi hạo đem giả tâm lộ ra cho Chu Quân Vân nhìn, hắn biết rõ cái này hoặc giả sẽ bị chế nhạo, nhưng có chưa đến tin tức, nếu như cái này cũng không dám nghĩ, cái kia ngồi sớm từ chức tính chu quân vân lại là lắc đầu mở miệng nói ra chỉ cần tổng công ty để cho ta ở chỗ này ta liền sẽ không rời đi sợ dĩ lôi quản lý là tìm lộn người chu tiên sinh cảm thấy dạng gì thành tích có thể khiến cho tổng công ty đem ngươi điều động tới đây chứ lôi hào hỏi tối thiểu phải có hy vọng trùng kích năm tỷ lệ lợi ích xếp hạng bản quán quân đi ha ha nếu như vậy ngươi muốn cái gì người tổng công ty đều sẽ không keo kiệt chu quân vân nói xong cảm thán nói doanh ý chứng khoán thật nhiều năm không đi ra thành tích vậy thì mời chu tiên sinh rửa mắt mà đợi lôi hạo lập tức trong lòng đại định hiện tại mới 4 tháng khoảng cách tết nguyên đáng còn có thời gian thật dài hắn khẳng định có nắm chắc giao ra một phần để cho trong nghề nghẹn họng nhìn trân trối phiếu điểm chu quân vân có thế không nhìn như vậy hắn gặp quá nhiều cùng loại sự tình thậm chí có chút tay mơ thành tích so lôi hạo còn khoa trương kết quả là có thể kiên trì ở có mấy người trăm không còn một. Mới vừa trong đầu hiện ra ý nghĩ này, chu Quân Vân chậm rãi hít một hơi thuốc lá, đưa ánh mắt chuyển hướng mạng ảnh máy vi tính sau vừa vặn nhìn thấy một bản tin truyền phát ra, hắn kém chút không có bị thuốc lá sặc. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.